chương 51 51 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tân trợ lý Chờ Lâm Mông hoàn toàn hạ sốt, lại đã qua đi một chu Giang thần viễn càng công việc lưu bù lên, mỗi ngày sớm ra trễ về Lâm Mông miễn cưỡng quá trạch nữ sinh sống, cơ hồ không có ra quá này tòa phòng ở Ngày thường cũng chỉ là xem xem phim, nghiên cứu nghiên cứu thực đơn làm chút bữa ăn khuya cái gì nhường bảo mẫu đưa cho Giang Thần Viễn, phùng hiểu vân cũng rốt cục được vài ngày giả bị kích động triệt lâm mông nhưng là đoán được nàng cơ bản đi về phía nhưng dù sao cũng là của nàng việt tư lấy bản thân lập trường thật sự không có biện pháp nói cái gì long ẩn quyết lần đầu lễ sắp đến lần đầu lễ sau phùng hiểu vân sẽ biến thân vì người đại diện lâm mông cũng cần lại chiêu cái trợ lý trần dương đã cung cấp vài người tuyển cung nàng chọn lựa lâm mông phiên máy tính sách tay lý máy trương điện tử lý lịch sơ lược qua lại nhìn mấy lần, bỗng nhiên dừng dừng, chuột treo ở một nữ hài tử trên mặt. Chính là nàng. Trần Dương có chút ngoài ý muốn, không cần chờ gặp một lần lại định. Nghe qua lâm môn lý do sau, nàng trầm mặt hồi lâu, cuối cùng còn là đồng ý. Bởi vì không cần lại phỏng vấn, người mới đúng chỗ liền tương đối nhanh. Lần đầu lễ tiền một ngày, Phùng Hiểu Vân liền mang theo này kêu thích niệm nữ hài tử đã trở lại. Bất quá là hơn 20 niên kỹ kỹ, tiểu cô nương còn thật thủy linh tuy rằng không tính rất xinh đẹp đã có một đôi có thể nói mắt to nhìn thấy lâm mông thích niệm rất là hưng phấn mặt đỏ lên ngoan ngoãn vấn an phùng hiểu vân cười đối lâm mông tể chớp mắt mông tỉ nghe nói là ngươi phan nga thích niệm cúi đầu mặt càng đỏ hơn lâm mông cười cười hòa nhã nói thích niệm đúng không ta gọi ngươi tiểu niệm đi tốt sao thích niệm thẹn thùng gật gật đầu, cười nói. Tốt, mông tỷ. Lại hàng huyên vài câu, nàng thần sắc đã dần dần khôi phục như thường, chính là ánh mắt vẫn cứ sáng lấp lánh. Phùng Hiểu Vân đang cố gắng cho nàng giáo huấn các loại chú ý hạng mục công việc, rất sợ bản thân quay người lại nàng liền ra vấn đề. Nhưng Lâm Mông ở một bên xem ra, nhưng là cảm thấy thích niệm tính tình so Phùng Hiểu Vân muốn trầm tĩnh bình ổn. Tuy rằng Phùng Hiểu Vân so thích niệm muốn đại ba tuổi, nhưng không biết có phải không phải bị bảo hộ rất tốt quan hệ, rất nhiều thời điểm còn giống cái tiểu hài tử. Thích niệm lại không giống với, tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính tình xa không có phùng hiểu vân khiêu thoát. Nàng yên tĩnh, không nhiều lắm nói, nhưng phi thường cẩn thận. Giang thần viễn buổi tối gặp qua thích niệm sau, lén cấp đánh giá là bốn chữ. Tuổi trẻ mà thành thạo. Lâm mông cười đẩy đẩy hắn. Ngươi đây là ở khoa nhân sao? Giang thần viễn cười nói. Này chính là trong đó tính đánh giá, vừa không là bao, cũng không phải biếm. Vậy ngươi vì sao nhíu mày? Lâm môn vương ra ngón tay, xoa xoa hắn hơi nhíu mi tâm. Ngô! Giang thần viễn trảo trụ ngón tay nàng, khỏa nhập bản thân lòng bàn tay, đại khái là vì ta xem quá rất đa tâm tư thâm trầm, hỉ giận không hiện ra sắc nhân đi. Tổng cảm thấy vẫn là cùng hiểu vân loại này cái gì đều viết ở mặt người trên ở cùng nhau càng thoải mái. Nga. Lâm Mông nghiêng đầu cười nói. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì đều viết ở mặt người trên sao? Nàng sớm qua tính trẻ con niên kỹ kỹ, tâm tư tự nhiên cũng đơn thuần không đứng dậy. Giang thần viễn nhấc tay đầu hàng, cười nói. Đương nhiên không là. Hắn nhẹ nhàng phất qua của nàng tóc dài, thần sắc chậm rãi trở nên đứng đắn đứng lên ngươi thật yêu che giấu chân thật bản thân, luôn tránh ở một đoàn sương mù mặt sau làm cho người ta xem không rõ ràng. Bất quá, thổi khai sương mù lời nói, liền sẽ phát hiện, ngươi có đặc biệt đơn giản thuần triệt nội tâm. Cho nên, cùng với ngươi cũng không có áp lực. Lâm mông cười cười, nói. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là bộ dáng gì? Giang thần viễn dừng một chút, thấy nàng đã thu liễm ý cười, nghiêm cẩn nhìn bản thân, không khỏi bật cười cho nên ngươi là ở chỗ này chờ ta. Lâm mông nhướng mày cười nói. Là lại như thế nào? Giờ khắc này, nàng cười đến sáng lạng, quyến rũ trung pha có vài phần anh khí, giống như trắng như tuyết tuyết trắng trung ngạo nhiên rất lập một gốc cây hồng mai, làm cho người ta nhìn xem chuyển đuôi mù. Giang thần viễn đối với này như hoa mỹ quyến, trong lúc nhất thời nhưng lại cảm thấy không nói gì mà chống đỡ. Một hồi lâu, hắn mới đem nữ nhân mềm mại thân mình lâu nhập bản thân trong dạ chậm rãi nói ta với ngươi tương phản ta thích đem bản thân ngụy trang thành một cái tâm tư vô cùng đơn giản sống được tiêu tiêu sái sái nhân nhưng tất cả mọi người đã cho ta là cái không có tâm cơ ngốc qua đã cho ta sở hữu kiên trì đều chỉ là vì cố chấp rời xa quyền lực rời xa phân tranh rời xa hết thảy có khả năng làm cho ta bản thân cùng bên người nhân bị thương tổn sự vật trang lâu ta cơ hồ đều có chút quên bản thân thực tế là nhất cái dạng người gì lâm mông bả đầu chôn ở hắn trên vai nhẹ nhàng nói người da da nói ngươi rất giống hắn nam nhân phát ra một tiếng cười khổ đúng vậy ta rất giống hắn giống như hắn cố chấp giống như hắn tâm tư thâm trầm giống như hắn lãnh khóc da gia, gia nói như vậy tâm như bàn thạch sát phạt quyết đoán nhân là vì chiến trường mà sinh thương trường như chiến trường không sai, hắn hướng đến lãnh tình, của hắn mềm mại chỉ đối đều biết vài người bày ra. Nhưng, này không là hắn muốn cuộc sống a, à, hắn chán ghét đoán nhân tâm, làm cục hạ bộ, lại cố tình am hiểu như vậy xiết, lại bị tha hướng về phía như vậy vận mệnh lý. Cho nên ngươi là bề ngoài tiểu bạch nội tâm phúc hắc. Lâm Môn cười nói, ta nhưng là cảm thấy ngươi là một nửa tiểu bạch một nửa phúc hắc, ân, có thể tên gọi tắc bạch thêm hắc không biết hắn là bản tính còn có tiểu bạch một mặt, vẫn là trang nhiều lắm đã trở về không được. Dù sao nàng cảm thấy hắn ở mổ ta phương diện vẫn là rất tiểu bạch. Giang thần viễn vốn đang đắm chìm ở vận mệnh ưu thương bên trong, lại bị nàng câu này bạch thêm hắt, biến thành dở khóc dở cười. Nguyên lai like hắn ở nhà mình nữ thần trong lòng liền như vậy cái hình tượng A. Lâm mông tọa thẳng thân mình, xem hắn cứng đờ biểu cảm, bật cười, sau đó thay đổi chính xác. Mặc kệ ngươi là tiểu bạch vẫn là phúc hắc, ta đều không cần. Những lời này, nàng nói được thật nghiêm cẩn. Giang Thần Viễn lăng lăng nhìn nàng một hồi, chậm rãi kiều khởi khóe môi. Ta cũng không cần. Hắn bỗng nhiên cười nói, mặt mày Giang đảo qua vài ngày nay vẻ lo lắng, cười đến như là lúc trước cái kia trong sáng thiếu niên. Hắn ôm nàng vào lòng, tiến đến nàng bên tai nói. Chỉ cần ngươi là của ta như là cái kiêu ngạo đứa nhỏ ở nghiêm cẩn biểu thị công khai hắn đối âu yếm đồ chơi chủ quyền. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng có lẽ là vì thấu thân cận quá quan hệ, Lâm Mông chỉ cảm thấy một câu này bừng tỉnh trung minh, thẳng nhập đáy lòng. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Mông liền mang theo Phùng Hiểu Vân, thích niệm cùng bọn Bảo Tiêu đi lên đi kinh thành máy bay, khác đoàn đội thành viên hội ở kinh thành cùng các nàng hội hợp. Bởi vì phía trước truyền thông thử ánh hội đánh giá không sai, lần này lần đầu lễ tụ tập rất nhiều fan cùng truyền thông, đại gia phổ biến đều đối giá bộ lừa đảo tràn ngập chờ mong. này bộ lừa đảo chủ yếu là người mới diễn viên, lớn nhất và chính là Lâm Mông. hơn nữa Lâm Mông gần nhất rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện, Chanh cùng chính Phú Phấn đều gào khóc đòi ăn, đến nhân sổ phi thường nhiều, làm cho hiện trường có một loại bị Chanh đặt bao hết cảm giác. ở truyền thông trong mắt, này vốn là Thiên Hậu cấp bậc kêu gọi lực. Lâm Mông lại luôn luôn là tử trung phấn cùng hắc phấn đều thật xông ra nữ tinh, cho nên trận này mặt cũng không có gì hay kỳ quái. Bất quá người mới diễn viên nhóm liền sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ quan cảm, khái quát đứng lên chính là hâm mộ, hâm mộ, lại càng sâu thâm hâm mộ. Ai, khi nào thì có thể đến nhân gia cái kia bộ dáng A, nhiều như vậy Phan. Ba lần kim hạt thưởng diễn viên, bạn trai vẫn là cao nhất cao phú xuất, hoàn toàn nhân sinh người thắng A, ta muốn là cũng có thể có như vậy một ngày thì tốt rồi. Tuy rằng không có nói ra tiếng, nhưng đa số nhân nội tâm đều ở như thế ô ép. Ở bọn họ trong mắt, Lâm Mông không thể nghi ngờ là Thượng Đế Sủng Nhi. Xinh đẹp, thứ nhất bộ diễn bước đi hồng, ra lớn như vậy dèm pha cư nhiên còn có thể trở về cao nhất, lại là giải thưởng cùng phòng bán vé song trọng cam đoan, sau đó, còn câu thượng như vậy vĩ đại kim quy tế, sự nghiệp tình yêu song đắc ý, người như vậy sinh, quả thực là xích lõa lõa khoe ra. Nội tâm khó chịu nhân tự nhiên cũng có. Bất quá là cái trà xanh biểu. Trên trời thật sự là không công bằng. Nhìn ngươi có thể được ý đến ngày nào đó. Đồng dạng sẽ không nói xuất khẩu, thậm chí cũng không rất dám ở trong ánh mắt tỏ vẻ xuất ra, nhưng không ngại ngại bọn họ tại nội tâm yên lặng nói thầm, cũng không ngại ngại bọn họ ở lén mắng ra tiếng đến nhiều năm như vậy ở người xem ánh mắt trung kiếm ăn, lâm môn sớm đã đối đủ loại ánh mắt miễn dịch, nhưng bên người nàng nhân còn làm không được điểm này. nhất là mới tới tiểu trợ lý thích niệm, nàng cũng không giống phùng hiểu vân bàn nét phát thảo, cho nên vừa tiến vào hiện trường liền phát giác không khí quái dị. các loại bao hàm thâm ý ánh mắt nhường nàng toàn thân đều không được tự nhiên. lâm môn phát hiện của nàng xấu hổ, liền câu được câu không theo nàng tán gẫu hơn nửa ngày mới nhường nàng thả lỏng xuống dưới cũng may lần đầu lễ chính yếu vẫn là xem ảnh bộ phận phía trước phỏng vấn cùng hoạt động cũng không hội nhiều lắm nửa giờ sau liền tiến nhập xem ảnh thời gian lâm mông cũng trầm quyết tâm đến vừa cẩn thận nhìn một lần đạo diễn tiền thực tắc đối giá bộ lừa đảo đã rõ như lòng bàn tay lực chú ý hoàn toàn ở người xem phản ứng thượng ân xem ảnh bầu không khí không sai phía trước kịch tình thoải mái người xem thường thường sẽ có cười khẽ thanh phát ra hiển nhiên là rất nhanh liền tiến nhập không khí mà kịch tình dần dần khẩn trương đứng lên sau phía dưới cũng là lặng ngắt như tờ cơ hồ mỗi người đều ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh lớn tốt lắm nếu luôn luôn có thể bảo trì như vậy kịch tình niêm độ nhiều người xem lực chú ý không đến mức phân tán lời nói kết cục thần biến chuyển nhất định là một cái thật to dấu chấm than tiền thật muốn vừa lòng nheo lại ánh mắt Kỳ thực, phía trước truyền thông thử ánh hội khi đã kiểm nghiệm một lần này kết cục kinh hỷ độ. Bất quá xếp thấy lúc đó xem ảnh nhiều là chuyên nghiệp tương quan nhân sĩ, sẽ cùng phổ la đại chúng khẩu vị có chút lệch lạc, hắn luôn luôn không có hoàn toàn yên tâm. Hiện tại, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Quả nhiên, làm cuối cùng xoay ngược lại xuất hiện khi, toàn bộ rạp chiếu phim người xem đều nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Tự nhiên là như thế này. Làm sao có thể? che giấu đại bốt cư nhiên là hắn. Kịch tình cấp tốc đẩy tiếng không chấp nhận được bọn họ suy nghĩ này tình huống hay không hợp tình lý, đã bị mang vào rộng lớn mạnh mẽ kết cục. Cực kỳ xinh đẹp kịch võ. Này vốn là tiền thật sự cường hạn, trận này lại là trọng yếu nhất, lúc đó phản phản phục phục vỗ rất nhiều lần, yêu cầu tốt nhất hiệu quả. Hiện tại xem ra, phi thường đúng chỗ. Tiền thực đắc ý tưởng trận này nữ nhân vật chính cùng che giấu bốt cuối cùng quyết đấu hoàn toàn là một hồi lực lượng cùng tốc độ so đo che giấu bốt lực lượng ở tận lực nhụn đẫm hạ phi thường thưởng mắt nhưng nữ nhân vật chính so với hắn càng chói mắt nàng không chỉ có lấy cực kỳ cấp tốc phản ứng lần lượt tránh đi của hắn tất trung nhất kích càng tại đây nhìn như hoàn toàn bị động cục diện trung dựa vào tốc độ một chút triển khai phản kích lần lượt sai một ly né tránh lần lượt vô cùng nguy hiểm phản kích nhiều người xem tiếng kinh hô nhất lãng tiếp theo nhất lãng. Trận này, nàng sáng rọi bắn ra bốn phía. Chương 52 52 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khen ngợi như thủy triều Từng đợt tiếng kêu sợ hãi trung, tiền thực rốt cục kiềm chế không được ý cười. a à, các ngươi cho rằng cứ như vậy sao? Chân chính cao triều sắp xảy ra. Che giấu bốt đền tội, mọi người đại tùng một hơi thoải mái làn điệu vang lên có chút người xem đã bắt đầu cười nói chuẩn bị nên đón cuối cùng kết cục nhưng là có một chút người xem vẫn cứ bảo trì chuyên chú nam chủ hòa nữ chủ hổ tố nỗi lòng nắm ngựa cùng các bằng hữu cáo biệt ra đi tự hồ nên ra phụ đề thôi rất nhiều mê điện ảnh đã bắt đầu nghĩ như vậy có người khẩn cấp bắt đầu cùng bằng hữu thảo luận kịch tình có một số người thậm chí đã bắt đầu thu thập này nọ chuẩn bị cách tòa bỗng nhiên một mảnh cung tiễn rời cung thanh âm vang lên nhưng mọi người động tác đều trệ bị kìm hãm nam nữ nhân vật chính ngựa trung tên yếu đuối hai người nhanh chóng ngã nhào tránh ở mã thi sau cũng là kinh ngạc không hiểu lúc này màn ảnh vừa chuyển thực bốt khuôn mặt xuất hiện tại đại gia trước mặt a à, là hắn có người kêu sợ hãi ra tiếng tư nhiên là hắn càng nhiều nhân vỗ đại chân ảo não khó trách khó trách Ta nói vừa rồi cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Đúng rồi, phía trước cái kia tuy rằng cũng nói được thông, nhưng cùng này nhất so sẽ không giống thật sự. A a a, thế nào bắt hắn cho đã quên. Cái này toàn xuyến đi lên. Nam chủ cũng đang đang nói. Nguyên lai like là ngươi. Đúng rồi, cũng không chính là ngươi. Khán giả đại nhập cảm bạo bằng, rất nhiều người đều ở âm thầm gật đầu. NNG, người nhà cũng quá có thể trang. Ngày thứ hai, cánh hoa trên mạng cho điểm ở cao thấp lay động vài lần sau, đứng ở chính. 4. Đối một cái buôn bán đại phiến mà nói, đây là một cái phi thường nan lấy đến điểm. Tuy rằng chính thức chiếu phim sau, theo xem ảnh nhân sổ tăng nhiều, cho điểm hội không thể tránh né xuất hiện trượt, nhưng phỏng chừng thấp quá 8. năm khả năng tính đã không cao. Càng làm cho tiền thật cao hứng là, bình luận cơ hồ là một mảnh đổ hảo bình. Có người khen ngợi động tác diễn phân thập phần phấn khích, có người khích lệ diễn viên biểu hiện viễn siêu mong muốn, có người háo sắc diễn viên nhan giá trị bạo biểu, cũng có người đối chuyện xưa bản thân thập phần thích. Tương đối cho khen ngợi hoặc ngôn chi có vật, hoặc tình chân ý thiết, kém bình liền có vẻ thật chưa nói phục lực, chúng nó cơ bản đều là diễn viên hắc phấn tuyên bố, có chứa rõ ràng thành kiến thậm chí nhân thân công kích nội dung, không quá khả năng ảnh hưởng đến chủ lưu người xem cái nhìn. Tuy rằng khả năng không lớn bằng vào như vậy buôn bán đại phiến lấy đến giải thưởng, nhưng lâm môn thưởng mắt biểu hiện vẫn là trở thành hấp dẫn đề tài. Còn chưa chính thức chiếu phim phải đến như vậy danh tiếng, nhưng không ít lúc trước cự tuyệt này lừa đảo nữ tinh thập phần hối hận. Đang ở một mảnh náo nhiệt là lúc, chính hiên tập đoàn hội đồng quản trị cũng đúng hạn mời dự họp. Kỳ thực gian gia sản nghiệp quả thật không chỉ là chính hiên tập đoàn, còn có một chút nhìn không ra gian gia dấu vết xí nghiệp thực tế cũng là từ gian gia khống chế. Này đó xí nghiệp phân tán ở gian gia thành viên trung tâm trong tay, vốn là gian chính hiên vì tránh cho một lần bất trắc phong vân đánh nghiêng toàn bộ gian gia mà làm lui giữ chuẩn bị. Nhưng ở hiện tại gian triết hãng phản ra gian gia sau, hắn khống chế kia bộ phận xí nghiệp cũng liền thoát ra gian chính hiên khống chế, ngược lại trở thành gian triết hãng quân đầy đủ sức lực. Phía trước Giang Chính Hiên mặc dù khi gia tộc hội nghị thượng biểu thái muốn Giang Triết Hãng tạm rời cương vị công tác cũng giao ra công ty cổ phần, triệt điệu Giang Triết Hải chức vụ, Giang Triết Dương chỉ lưu lại chia hoa hồng quyền mất đi đầu phiếu quyền, nhưng ở hội đồng quản trị thông qua quyết nghị phía trước, kỳ thực đều cũng không hiệu lực, chỉ có thể dựa vào tự giác. Giang Chính Hiên đương nhiên biết, chỉ sợ tự bản thân chút nữ nhân cũng không hội nghe hắn lời nói, ít nhất Giang Triết Hãng khẳng định sẽ không, nhưng hắn tư tâm chỗ sâu vẫn là ẩn ẩn kỳ vọng giang triết hải cùng giang triết dương có thể lạc đường biết quay lại kết quả chứng minh chân chính còn đem hắn này lão phụ thân làm hồi sự nhân chỉ có lão tam giang triết hải hắn tuy rằng hiện thân nhưng chỉ là trình thư từ chức liền ngồi xuống một bên cúi đầu không nói được lời nào giang chính hiên dương mắt nhìn nhìn lui ở trong góc không dám ngẩng đầu nhìn bản thân nữ nhi bên môi dạng khởi một tia cười khổ đến cùng vẫn là gã phu tòng phu sao Giang Triết Hãng mang theo đầy mặt ý cười ngẩng đầu mà vào, cũng không xem Giang Chính Hiên, nhưng là tà Giang thần viễn liếc mắt một cái, vẫn ngồi xuống bản thân nguyên lai trên chỗ ngồi. Trải qua trong khoảng thời gian này chuẩn bị cùng du thuyết, hắn đã tính trước kỹ càng. Hừ, chưa dứt sửa tiểu tử, còn tưởng theo ta đấu. Đừng tưởng rằng lão gia tử đem công ty cổ phần cho ngươi, ngươi có thể phiên được rất tốt lãng đến. Liền tính hơn nửa lão tam công ty cổ phần, hơn nữa cha ngươi kia đáng thương hề hề một phần trăm, ngươi có thể nắm giữ công ty cổ phần nhiều nhất cũng chính là 46%. Ngươi có phải không phải cảm thấy ta cùng lão tứ, an bác cộng lại chỉ có 42%, còn không bằng của ngươi nhiều. a à, đừng quên cao quản nhóm đều là duy trì của ta Nga. Lão gia tử lão hồ đồ, bọn họ cũng không hồ đồ. Thuyết phục bọn họ ta cơ hồ cũng chưa phí cái gì công phu. Cũng là, một cái không hề buôn bán kinh nghiệm thằng nhóc con, lấy cái gì theo ta gian triết hãn tranh. Bọn họ sao dám đem bản thân thân gia tánh mạng phóng tới trong tay của ngươi. Hắn chí đắc ý đầy đất nở nụ cười, cùng đối diện ngồi cao quản nhóm nhất gật đầu một cái tiếp đón, nói giỡn vài câu, căn bản đã không kiên kỵ Giang Chính Hiên hay không chính xem bọn họ. Giang Chính Hiên nhìn xem tức giận trong lòng, âm thầm thương tâm. Không biết liêm sĩ gì đó. Đây là cho rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi nắm sao. Hắn sao sao cái bàn, nói. Hiện tại bắt đầu họp. Phòng họp có thế này chậm rãi an tĩnh lại. Vẫn chưa từ nhậm chủ tịch thư ký An Bác vẫn như cũ cười đến thập phần khiêm cung. Lần này hội đồng quản trị đem tiên tiến đi hai hạng đầu phiếu, cần đầu phiếu biểu quyết lấy hạ nội dung. Nhất, chủ tịch Giang Chính Hiên về hưu từ nhậm, đề cử Giang Thần Viễn tiếp nhận này chức vị, các vị đồng sự có thể lựa chọn đồng ý hoặc là đưa ra khác nhân tuyển, lấy các vị đồng sự có được công ty cổ phần tỷ lệ tương đương số phiếu công tác thống kê kết quả, quá tổng số phiếu một nửa giả thay nhận tập đoàn tân mặt cho chủ tịch chức vụ. Nếu đều không thể quá nữa, tiến hành đợt thứ hai đầu phiếu, cho đến có người quá nửa mới thôi. Nhị, Chủ tịch Giang Chính Hiên đề nghị miễn đi Giang Triết Hãng, Giang Triết Hải, An Bác Tập đoàn Nội sở hữu chức vụ, cũng cướp đoạt gian triết dương sở trì công ty cổ phần đầu phiếu quyền các vị đồng sự có thể phân biệt lựa chọn có đồng ý hay không đồng dạng dựa theo công ty cổ phần tỷ lệ tương đương số phiếu quá nửa tắt coi là thông qua chậm đã tập đoàn phó tổng bành thái cùng bỗng nhiên ra tiếng nói an bác dừng lại ra vẻ nghi hoặc nhíu mày hỏi bành tổng ngài có cái gì không có nghe minh bạch chưa gian chính hiên thấy hắn kia phó làm vẻ ta đây bộ dáng hừ lạnh một tiếng. An bác, ngươi cũng không cần trang. Lão bành, ngươi trực tiếp giảng đi. Bành thái cùng nét mặt già nua ửng đỏ, lại vẫn cường thanh nói. Giảng liền giảng. Dựa vào cái gì tất cả đều là ngươi đề cử, ngươi đề nghị. Ngươi khư khư cố chấp, là chuyện của ngươi, nhưng chính hiên tập đoàn cũng không phải ngươi gian chính hiên tư nhân tài sản. Chúng ta lão anh em vất vả cả đời, cũng không thể liền như vậy bị ngươi này hảo tôn nhi bại điệu ta đề nghị miễn đi giang chính hiên chủ tịch chức vụ từ giang triết hãng thay nhận bành thái cùng chính là chính hiên tập đoàn nguyên lão chi nhất làm tập đoàn phó tổng chủ quản buôn bán điền sản khai phá là tập đoàn bên trong pha có ảnh hưởng lực một vị cao quản hắn lời vừa nói ra phòng họp nội nhất thời một mảnh ồn ào giang triết hãng gặp giang chính hiên sắc mặt khẽ biến trong lòng đắc ý quay đầu đã thấy tọa ở một bên gian thần viễn mặt không biểu cảm, tựa như cái gì cũng không có nghe đến dường như, trong lòng cư nhiên đánh cái đột. Tiểu tử này thấy thế nào đứng lên một bộ bí hiển bộ dáng. Sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hắn cẩn thận lại phiêu liếc mắt một cái gian chính hiên, trong lòng mới an định xuống. Thiết, lão nhân này sốt ruột bộ dáng cũng không phải là giả vờ, gian thần viễn chỉ sợ là dọa ngu chưa kìa bản thân thật sự là một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng, lần trước bị lão gia tử đánh cái trở tay không kịp, cư nhiên đến bây giờ còn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tập đoàn một khắc phó tổng phàn thiên nghĩa cười nói. Như vậy đề nghị nhắc tới nghị đi, đầu phiếu đến đầu phiếu đi cũng quá phiền toái. Không bằng trực tiếp mấy hạng hợp thành hạng nhất, đại gia liền đầu đời tiếp theo chủ tịch đi. Dù sao mặc kệ thế nào, chủ tịch đều là muốn từ nhậm nếu giang thần viễn thắng được khi giang triết hãng giang triết hải an bác đều từ nhậm giang triết dương công ty cổ phần cũng mất đi đầu phiếu quyền nếu giang triết hãng thắng được như vậy giang thần viễn phụ tử cũng muốn vĩnh viễn rời khỏi chính hiên tập đoàn kinh doanh giao ra sở hữu công ty cổ phần đại gia cảm thấy như thế nào hắn này đề nghị nhìn như công bằng kỳ thực là đem giang chính hiên nhất quân nếu giang thần viễn thắng được giang triết hãng đám người bất quá là miễn đi chức vụ công ty cổ phần còn đang, mà nếu Giang Triết Hãn thắng được, Giang Thần Viễn phụ tử chẳng những muốn rời khỏi kinh doanh, còn muốn giao ra sở hữu công ty cổ phần, căn bản chính là vĩnh vô xoay người ngày. Giang Chính Hiên đang muốn nói lời phản đối, đã thấy vài vị cao quản đều ào ào gật đầu phụ họa, không khỏi trong lòng chợt lạnh. Bành Thái cùng với Giang Triết Hãn luôn luôn đi được gần, nhưng là thôi, Phàn Thiên Nghĩa nhưng là bản thân tự mình nói chuyện nhắc nhở quá, thế nào cũng lâm trận phản bội. Bởi vậy, tình thế đã có thể không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Giang Thần Viễn, đã thấy hắn tự hồ cũng có chút do dự, không khỏi càng là lo lắng. Này khả thế nào hảo? Giang Triết Hãng tiểu tử này khẳng định là lại ra cái gì ám chiêu, xem ra thế nhưng như là mượn sức toàn bộ cao quản. Bản thân vẫn là không tưởng Chu Toàn a, xem nhẹ hắn. Giang Triết Hãn cười đến mặt mày hớn hở, đứng dậy, đối với Giang Thần Viễn khiêu khích nói: thế nào a à, thần viễn có dám hay không cùng nhị thúc đổ này một phen giang thần viễn ngẩng đầu nhìn hắn cười đến có chút bi thương ta còn có khác lựa chọn sao giang triết hãn nhịn không được cười lên tiếng tốt lắm Khi liền bắt đầu đi này thứ hai câu hắn chuyển hướng về phía an bác thuận tiện còn liếc liếc mắt một cái giang chính hiên chật chật hiện tại làm ra này phút vô cùng đau đớn bộ dáng cho ai xem a à. như vậy thỉnh chư vị đầu phiếu. An bác cười nói, theo chủ tịch bắt đầu đi. Giang chính hiên thanh âm lạnh như băng. Giang thần viễn. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Của hắn đầu óc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Ân, ừ, An bác thập phần nghiêm cẩn kế phiếu, Giang thần viễn được đến 25 phiếu. Giang chính hiên cá nhân có được 25% tập đoàn công ty cổ phần. Giang triết hãng từ từ mở miệng ta đầu bản thân. Hắn đương nhiên không sẽ cảm thấy ngượng ngùng. An bác cười nói. Giang triết hãng được đến 20 phiếu. Tam thiếu ngươi đâu? Giang triết hải đầu cũng chưa nâng, buồn thanh nói. Ta đầu giang thần viễn. Hắn dù sao đã cùng lão nhị xé rách mặt, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều không có khả năng đầu lão nhị. Lão nhị như vậy mang thù nhân, cũng không có khả năng bởi vì hắn đầu bản thân phiếu hãy bỏ qua hắn. Nga, như vậy Giang Thần Viễn được đến 45 phiếu, Giang Triết Hãng vẫn là 20 phiếu. Hắn ngữ điệu thoải mái, nhìn Giang Triết Hãng cười, tứ tiểu thư, ngài đâu? Giang Triết Dương co rúng lại ở trong góc, do dự nửa ngày cũng không nói được ra lời. An bác thật nhẫn nại chờ, cũng không có thúc giục. Giang Chính Hiên ra tiếng nói. Tứ nha đầu. Hắn thật sự không có cách nào. Duy nhất cơ hội ngay tại Giang Triết Dương trên người. Giang Triết Dương nghe được của hắn thanh âm, thân mình run lẩy bẩy, nhưng chưa ngẩng đầu, một hồi lâu mới nói. Ta! Ta đầu nhị ca! Trong thanh âm dẫn theo một chút run run. Chương 53 53 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bụi bậm lạc định Giang Chính Hiên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, rốt cuộc nói không ra lời. Hắn sớm nên biết đến, không phải sao? vì sao còn có thể ôm có kỳ vọng. Giang triết dương bản thân trong lòng có một quyển trướng. Phụ thân đã ngã. Bản thân hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu đầu giang thần viễn, bản thân liền sẽ mất đi đầu phiếu quyền, ở liễu gia còn có thể có cái gì địa vị. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, dũng cảm còn nói một lần. Ta đầu nhị ca. Nàng yên lặng ở trong lòng nói. Giang triết dương, ngươi làm được đối. Giang Chính Hiên thân mình quơ quơ, lại kiệt lực ổn định. Giờ khắc này, hắn không là cái kia đã từng quát tháo thương trường Giang Chính Hiên, chính là một cái thương tâm muốn chết phụ thân. An Bác thật vừa lòng cười nói. Như vậy Giang Thần Viễn 45 phiếu, Giang Triết Hãng 40 phiếu. Về phần không tới tràn đại thiếu thôi, hắn kia một phần trăm chúng ta liền cam chịu cấp Giang Thần Viễn thôi. Tiểu Giang Tổng, ngài có ý kiến sao? Hắn hỏi làm như có thật, Cao quản nhóm ồ ồ cười vang. Giang Triết Hãng cười gật gật đầu. Không ý kiến. Ân Hừ, An bác nói, như vậy, hiện tại Giang Thần Viễn 46 phiếu, Giang Triết Hãng 40 phiếu. Phía dưới cao quản nhóm bắt đầu đầu phiếu. Ta thưởng cái đi trước sao? Đại gia đừng cười nói ta a. À. Hắn chau chau mày, cười đến thập phần tuấn lãng. Cao quản nhóm cười đến thật vui vẻ, ào ào ý bảo làm cho hắn trước đến. An bác cười nói. Ta đầu tiểu gian tổng. Bành thái cùng cười ồn ào đứng lên. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có cái gì tươi mới đa dạng đâu. Cao quản nhóm lại là một trận cười vang. Toàn bộ hội trường bầu không khí đã trở nên như là ở trước tiên chúc mừng. Giang triết hãng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thư thái, nhịn không được lại hoành giang thần viễn liếc mắt một cái. Gặp giang thần viễn banh cái mặt, hảo hảo tiểu soái ca như là cái bị nhân khi dễ ủy khuất đứa nhỏ giang triết hãn không khỏi càng thêm vui vẻ đứng lên hắn ra vẻ nghiêm cẩn nói an bác kế phiếu là giang tổng an bác nghiêm mặt nói hắn đã trừ đi cái kia tiểu tự giang triết hãn khoát tay cười rộ lên chỉ cảm thấy đầy người thoải mái rốt cục đêm này mũ cấp hái rớt cái gì tiểu giang tổng nghe xong mấy năm nay thật sự là đủ An Bác tiếp tục nói. Như vậy, Giang Thần Viễn 46 phiếu, Giang Triết Hãng 42 phiếu. Bành Tổng, nên ngài đầu. Bành Thái cùng chẳng hề để ý nói. Đương nhiên là đầu Giang Tổng. Tuy rằng Giang Thần Viễn cũng họ Giang, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn chỉ là ai. Giang Thần Viễn 46 phiếu, Giang Triết Hãng 45 phiếu. An Bác hiển nhiên cũng không có gì nghi vấn, nhớ thượng số phiếu, lại quay đầu nói. Hách tổng, ngài đâu? Giang tổng. Hách đại sang hướng đến Tiết tự Như Kim. Giang thần viễn 46 phiếu, Giang Triết Hãng 48 phiếu. An Bác như trước nhẫn nại tiếp tục hỏi, "Thi tổng, ngài tưởng đầu ai?" Giang tổng. Thi hướng nam cười đến tao nhã, miệng hạ lại nghiêm túc. Hơn nữa của hắn phiếu, Giang Triết Hãng đã vượt qua một nửa. Giang Triết Hãng trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người đều phiêu lên. An Bác cười nói. Như vậy Giang Thần Viễn 46 phiếu, Giang Triết Hãng 51 phiếu. Chúc mừng Giang Tổng. Thi hướng Nam lại nói tiếp. An bác ngươi kế sai phiếu. Ta đầu là Giang Tổng, Giang. Thần. Xa. Cuối cùng ba chữ, bị hắn cố ý kéo dài quá âm điệu, ở bỗng nhiên An tỉnh lại trong phòng hội nghị có vẻ cực kỳ đột ngột. An bác ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Thi hướng nam đầy mặt ý cười, trong mắt lại lạnh lẽo một mảnh. Giang triết hãng cơ hồ có chút không tin bản thân lỗ tai, nhìn xem thi hướng nam lại quay đầu nhìn Giang chính hiên, đã thấy Giang chính hiên nhưng lại cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hay là... Hắn rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Giang thần viễn. Giang thần viễn cúi đầu mặt không biểu cảm, nhìn không ra cái gì manh mối. Đồng trong lúc nhất thời, An Bác nỗ lực bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói. Giang Thần Viễn 49 phiếu, Giang Triết Hãng 48 phiếu. Phàn Tổng, nên ngài đầu phiếu. Của hắn nói nhắc nhở Giang Triết Hãng. Đúng rồi, còn có Phàn Thiên Nghĩa đâu. Liền tính Giang Thần Viễn lấy đến thi hướng Nam phiếu lại như thế nào? Chính Hiên vẫn là hội về đến hắn Giang Triết Hãng trong tay. Hắn quay đầu lại, khẩn thiết nhìn chầm chầm Phàn Thiên Nghĩa. An Bác cũng nhìn Phàn Thiên Nghĩa, trong lòng lại bỗng nhiên có chút không yên. Hắn nhớ tới ngày đó, gian lão gia tự nói qua một câu không hiểu lời nói. Hắn lúc đó nói: "An bác, ngươi nhìn nhầm. Chân chính lương chủ là bên người ta này thoạt nhìn ngốc không kéo mấy tiểu tử. Không có khả năng đi. Làm sao có thể?" Hắn nhìn chầm chầm Phàn Thiên Nghĩa môi, trong lòng bắt đầu bốc lên cái kia bất khả tư nghị khả năng tính. Phàn Thiên Nghĩa đối với hai người bọn họ cười cười, này mới mở miệng ta đầu gian thần viễn. Ngữ khí lạnh nhạt chi cực. Cái gì? Toàn trường ồ lên. Giang triết hãng trừng mắt phàn thiên nghĩa, há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra âm thanh. An bác ngẩng người, nhìn xem ngay ra như phỏng giang triết hãng, lại nhìn nhìn kinh hỷ giang chính hiên, cuối cùng đem ánh mắt định ở tại cái kia dường như không có việc gì, mặt không biểu cảm trẻ tuổi nhân thân thượng. Giang thần viễn chống lại ánh mắt của hắn, nhàn nhạt cười nói. An Bí, có thể tuyên bố kết quả sao? A. À, An Bác khó được có một tia chật vật, đầu phiếu kết quả là Giang Thần Viễn 52 phiếu, Giang Triết Hãng 48 phiếu. Giang Thần Viễn phiếu siêu quá nữa, thay nhận tập đoàn chủ tịch chức. Nói đến nơi này, hắn rốt cục khôi phục nhất quán tao nhã, cười gật đầu nói. Chúc mừng Giang tổng. Giang Thần Viễn khóe miệng khẽ nhếch cười. Còn có đâu? An Bác dừng một chút, mới mở miệng. Giang Triết Hãn, Giang Triết Hải, An Bác Miễn đi tập đoàn nội hết thảy chức vụ, Giang Triết Dương công ty cổ phần mất đi đầu phiếu quyền. Trong lòng hắn một mảnh thất bại. Bản thân cư nhiên thật sự xem đi rồi mắt. Tiểu tử này, ngày thường luôn hi hi ha ha không cái chính hình nhi, bản thân luôn luôn cho rằng chính là chỉ đợi tể ngốc dương, ai biết đúng là thất ăn thịt người không nháy mắt sói. Thẳng đến hội nghị kết thúc, Giang triết hãn đều không có làm rõ ràng bản thân là thế nào ở cực tốt tình thế hạ thua trận này một ván. Phàn Thi Nghĩa cùng thi chính nam trường thi phản bội làm cho hắn bất ngờ không kịp phòng. Giang thần viễn là nói như thế nào phục bọn họ. Bọn họ lại làm sao có thể đồng ý bồi hắn diễn xuất trận này diễn đâu. Nếu không là như vậy đột nhiên, nếu trước đó hắn chỉ biết hai người này duy trì là Giang thần viễn, hắn tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy đã bị trảm rơi xuống ngựa hắn rõ ràng còn có rất nhiều quân cờ có thể đi đấu tranh. Đây không tính là hoàng. Tuy rằng trên danh nghĩa chính hiên tập đoàn đã rơi vào gian thần viễn trong tay, nhưng hắn mấy năm nay thâm canh mật thám cũng không phải là đùa. Hắn nhưng là cấp gian thần viễn để lại không ít hố, cao quản có một nửa là hắn người, trung tầng đi xuống cũng có không ít người là hắn hệ, đủ để cấp tiểu tử này tạo thành rất nhiều phiền toái, tiếp nhận cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Huống chi, Tập đoàn ở ngoài, còn có không ít gian gia xí nghiệp vẫn nắm trong tay ở trong tay của hắn, trận này chiến tranh bất quá là vừa mới bắt đầu. Đồng trong lúc nhất thời, Giang Chính Hiên, Giang Thần Viễn cùng phàn, Thi, Bành, Hách bốn vị cao quản ở chủ tịch văn phòng tương đối mà ngồi, trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Bành Thái Hòa khí đỏ mặt tí tai, oán hận ngồi ở một bên. Hách Đại Sơn yên lặng không nói gì, mặt bản đắc tượng khối thiết bản. Thi hướng nam dường như không có việc gì thổi trong chén nước trà. Phàn thiên nghĩa mặt không biểu cảm thần du thiên ngoại. Giang chính hiên ai cái xem xét một lần, đem ánh mắt chuyển hướng giang thần viễn. Thần viễn, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn trong lời nói mang cười, trong lòng kỳ thực đã đoán được vài phần. Giang thần viễn cười nói. Vốn thi, phàn hai vị thúc thúc liền có khuynh hướng duy trì gia gia, ta bất quá là cùng bọn họ cùng nhau diễn ra diễn thôi. Khi hướng nam dương mắt cười cười. Thần Viễn, người này biên kịch tương đương xuất sắc a. À? Vốn lão gia tử cùng hắn nói chuyện khi, trong lòng hắn còn là có chút nghi ngờ. Giang Thần Viễn dù sao không có gì buôn bán kinh nghiệm, hắn lúc đó tỏ thái độ tạm thời duy trì Giang Thần Viễn chính là cấp lão gia tử vài phần tính tôi thôi. Nếu sau Giang Thần Viễn biểu hiện rất kém, hắn là không để ý lại buộc tội một lần, nên hồi Giang Triết hãng. Bất quá sau này. Giang thần viễn lén đưa ra này đề nghị nhưng là làm cho hắn tăng cường chút tin tưởng. Hiện tại sao, hắn đối giang thần viễn chờ mong giá trị đến 60 phân. Nói không chừng, lão gia tử này tôn tử thật đúng có vài phần bản sự. Ít nhất vừa mới phòng họp trận này diễn xuất vẫn là khả vòng khả điểm. Bắt đầu lạnh nhạt đến cuối cùng cường thế, pha và có vài phần phong độ của một đại tướng. Giang thần viễn cười cười, nói. Thi thúc thúc quá khen này chính là tiểu siết, mấu chốt vấn đề vẫn là ở lấy đến chủ tịch vị trí này sau, bước tiếp theo chúng ta thế nào chỉnh hợp tập đoàn tài nguyên, chân chính nắm trong tay trụ tập đoàn. Bước này còn cần vài vị thúc thúc tận lực hiệp trợ. Phàn Thiên Nghĩa trao trao mày, cười cười. Đây là tự nhiên. Không sai, tiểu tử này nhưng là cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hách Đại Sơn kinh ngạc nói. Chờ một chút, các ngươi trận này diễn là tiểu tử này đề nghị. Không là lão gia tử bút tích sao? Hay là hắn thật sự nhìn nhầm? Tiểu tử này không có trên mặt xem như vậy bao cỏ. Phàn Thiên Nghĩa cười nói. Không sai. Ngươi muốn hay không một lần nữa đứng cái đội? Hiện tại thưởng vị trí còn kịp. Hách Đại Sơn phi một tiếng, có chút buồn cười đứng lên. Hiện tại đã nghĩ làm cho ta nguyện trung thành nào có tốt như vậy chuyện. Bất quá, ta nhưng là đối với ngươi có chút hứng thú. Ta sẽ quan sát ngươi kế tiếp biểu hiện. Nếu ngươi quả thật có bản lĩnh, ta lại chịu đòn nhận tội không muộn. Cuối cùng kia vài câu hắn là đối với Giang Thần Viễn nói. Hiển nhiên, hắn đối Giang Thần Viễn chờ mong giá trị vẫn cứ không cao. Giang Thần Viễn vuốt cầm nói. Hách thúc thúc nói quá lời. Ta sẽ nỗ lực nhường ngài nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta hy vọng hách thúc thúc kế tiếp có thể hai không phân giúp. Càng hy vọng không lâu tương lai, ngài có thể gia nhập của chúng ta đoàn đội. Hách Đại Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Hai không phân giúp là không thành vấn đề. Đoàn đội sao, liền xem biểu hiện của ngươi. Như vậy, bành thúc thúc ngài đâu? Giang thần viễn quay đầu cười nói. Ta hôm nay hội nhắc tới đơn xin từ chức, chuyển nhượng sở hữu công ty cổ phần, rời khỏi hội đồng quản trị. Bành Thái cùng vẫn cứ rất tức giận. NNG, bị tiểu tử này xuyến một đạo. Lão tử không cùng ngươi ngoạn nhi còn không được sao. Ngô, Giang thần viễn gật gật đầu, như vậy ta muốn cầu hành xử cổ quyền chuyển nhượng ưu tiên quyền. Phốc. Hách đại sơn một miệng trà trực tiếp phun tới. Một câu vãn nhắn lại đều không có còn chưa tính, cư nhiên còn trực tiếp yêu cầu cổ quyền chuyển nhượng ưu tiên quyền. Tiểu tử này quả thực cái gọi là cổ quyền chuyển nhượng ưu tiên quyền là chỉ nguyên cổ đông chuyển nhượng cổ tạm thời khác cổ đông có được ở ngang nhau điều kiện hạ ưu tiên thu mua này cổ quyền quyền lợi ngươi tưởng bán cổ quyền có thể nhưng ngươi hỏi trước quá khác cổ đông muốn hay không bọn họ không cần hoặc là muốn giá so người khác thấp người mới có thể chuyển nhượng cấp người khác giang chính hiên trong mắt ẩn mỉm cười yên lặng uống trà phàn thiên nghĩa cùng thi hướng nam liếc nhau đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc cùng hưng phấn tiểu tử này thật đúng như là được vài phần lão gia tử chân truyền bành thái cùng bị gian thần viễn nghẹn đỏ mặt tía tai cả giận cho ngươi liền cho ngươi một phân tiền cũng không thể thiếu buổi chiều liền chuyển gian thần viễn ung dung điểm đầu buổi chiều tam bắt lính theo danh sách sao một điểm ta còn có cái hội phốc suy Hách Đại Sơn lại phun ra đến một miệng trà. Ni mã. Hắn bị tiểu tử này sặc đến, ho khan cả buổi, vừa vừa mới chuẩn bị uống một ngụm trà nhuận nhuận cổ họng. Tiểu tử này cư nhiên lại tới nữa. Chương 54 54 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ấm áp huyền Giang thần viễn đi ra chính hiên tổng bộ thời điểm, đã là 11 giờ đêm. Tuy rằng đã là đầu hạ, ban đêm vẫn có vài phần lương ý, bầu trời che một tầng màn tối, xa điểm xa trái đất nhất chuế mấy khỏa tinh tinh, cũng xem không quá rõ ràng. Hắn nhật nhạt thở dài, thành thị ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như này trong cuộc sống, nhìn lại luôn một mảnh không sạch sẽ. Như vậy bầu trời, còn có thể xem tới được mấy khỏa tinh tinh đâu. Ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất là mệt mỏi. Chẳng những thân thể mệt mỏi, tinh thần càng mệt mỏi hắn quả nhiên vẫn là không thích như vậy cuộc sống đi hắn thật hoài niệm từ trước ăn qua cơm chiều ngồi ở đàn dương tầm biên đạn thượng mấy khúc này vô cùng đơn giản thật tốt trong khoảng thời gian này hắn không có ngày nghỉ không có giải trí không thời gian luyện đàn không thời gian chạy bộ lại càng không muốn đề viết ca diễn xuất hoặc là đi ra ngoài lữ hành hắn cảm thấy tựa hồ đã mất đi rồi bản thân đến cùng kia một mặt mới là chân thật bản thân đâu có lẽ hắn bản tính chính là trên thương trường phúc hắc tổng tài nhưng hắn thật sự càng nguyện ý làm một cái tiểu bạch ca sĩ không có nhiều lắm ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau chính là đơn giản đàn hát một khúc cho ngươi nghe ngươi thích cũng tốt không thích cũng thế dù sao chính hắn thích như vậy đơn giản cuộc sống không thể ngu nhân ít nhất có thể ngu mình đi có thế này bất quá là vừa mới bắt đầu hắn cũng đã chán ghét thương nhân cuộc sống. Gia Gia quyết định, thật sự đúng không? Hắn lắc đầu, tưởng, vẫn là trước đêm trước mắt này quan qua rồi nói sau. Quyết chiến phía trước, sao có thể cho phép tam tâm hai ý? Hắn đã lên chiến trường, tự nhiên không có khả năng lại lui về phía sau nửa bước. Muốn cuộc sống, cũng phải đợi đến giải giáp quy điền ngày đó. Chính là, ở sâu trong nội tâm tổng hội có chút không cam lòng, tổng hội có một thanh âm ở nói cho hắn, này không là ngươi muốn cuộc sống. Nửa giờ sau, xe chạy nhập biệt thự đại môn. Xa xa, hắn quả nhiên lại thấy được kia nhất trảng cô đăng. Ấm áp màu da cam, như là nàng đang cười ôn nhu nói với hắn. Hi, ta còn đang đợi ngươi kia. Nhìn kia ngọn đèn, trong lòng hắn không hiểu như nhũng ra, trên mặt không tự giác liền quải thượng tươi cười. Lái xe ngừng xe xong, giúp hắn mở cửa xe, Thấy hắn một mặt ý cười, ánh mắt đều nhu hòa đứng lên, bất giác ở trong lòng âm thầm buồn bực. Mỗi lần buổi tối trở về lên xe đều nhăn nghiêm mặt, xuống xe đều cười đến thật vui vẻ, hắn kết quả là có nhiều không thương đi làm a. À. Giang Thần Viễn cười nói thanh. "Cảm ơn, vất vả." Xoay người liền lên lầu, bước chân thập phần nhẹ nhàng. Lái xe nhún nhún vai, có lẽ lão bản là đặc biệt yêu ngủ. Giang Thần Viễn khinh thủ khinh cước lên lầu lặng lẽ đẩy ra cửa phòng đã thấy trong phòng không có một bóng người hắn tìm một vòng dục thất phòng thay quần áo toilet đều không có di nàng đi đâu vậy hắn nghĩ nghĩ xoay người đi tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm là hắn cải tạo quá âm nhạc phòng làm việc vừa rồi đã không có thấy cái khác ngọn đèn nàng hẳn là liền ở đàn kia đi quả nhiên đẩy ra phòng làm việc rất nặng cách âm môn hắn liền nhìn đến lâm mông nàng đắm chìm trong dưới ánh đèn khuôn mặt nhu hòa điềm tĩnh chính thập phần chuyên chú lôi kéo của nàng đàn xeo lô sợi tóc đen cuối ở nàng trên vai theo của nàng động tác hơi hơi rung động một khúc tuyệt đẹp uyển chuyển trần thế phiêu Đảng ở trong không khí như là vô số xinh đẹp động lòng người tiểu tinh linh vui cười hướng hắn đánh tới hắn ngơ ngác đầu ở chỗ này chỉ cảm thấy nàng đẹp không gì sánh nổi cho nàng đi đến đến bên người hắn hắn nên như thế nào cảm tạ trên trời một khúc kết thúc, nàng ngẩng đầu, hiển nhiên cũng thấy được hắn, trong con ngươi mang theo lấm tấm nhiều điểm vui sướng, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên đến. Hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng hổ nhìn một lát. Lâm mông buông cầm cung, hướng cửa biên đã đi tới. Giang thần viễn đứng ở tại chỗ, thật sâu xem nàng, như là muốn đem bộ dáng của nàng khắc đến trong đầu. Mở ra song trưởng, giang thần viễn đem lâm mông lãm đến trong lòng, chóp mũi sát quá của nàng tóc dài, nàng sợi tóc thơm ngát ẩn ẩn chui thẳng đến hắn đáy lòng. Nàng ngoan ngoãn nằm ở hắn đầu vai, cười hỏi, đã xong. Ngữ khí bình tĩnh lại chắc chắn. Hắn cười cười, ôm sát nàng. Ân, đã xong. Nếu trong sinh mệnh mỗi một thiên, đều có thể giống giờ phút này như vậy điềm đạm an bình, thật là tốt biết bao. Bảy tháng sơ, Long ẩn quyết, chính thức chiếu phim bởi vì lễ chiếu mở màn sau danh tiếng thượng giai, phòng bán vé mong muốn cũng liền tương đối lạc quan, các đại rạp chiếu phim đều thật khẳng khái bài xuất đại lượng buổi diễn. Thủ ngày phòng bán vé xuất ra sau, buổi diễn lại nhiều xếp hai thành. Toàn bộ 7 tháng, rạp chiếu phim đều như là bị long ẩn quyết, nhận thầu dường như. Trường chật nít tình huống luôn luôn liên tục đến 8 tháng trung, nhiệt độ mới tính dần dần mới hạ xuống. Không ra dự kiến, kim hạt thưởng tốt nhất nữ nhân vật chính đề danh lâm mông lại bản thượng có tiếng ai ngươi nói ngươi là không là hẳn là trở lại kinh thành mời ta ăn bữa cơm a trong điện thoại trần dương cười nói đều cái thứ tư a kiềm chế điểm thành không. lâm mông cười nói cũng chính là bị phóng đi lên thấu cái sổ đi năm nay không có khả năng lại cho ta nói như vậy hợp với lấy hai năm tốt nhất nữ nhân vật chính là căn bản không có khả năng sự tình huống chi nàng đều đã cầm ba cái, về sau lại nghĩ lấy thưởng khẳng định là muốn ưu thế áp đảo tài năng phục chúng, chỉ bằng long ẩn quyết, biểu hiện còn không đủ trình độ này tiêu chuẩn. Cũng là bởi vì này, nàng hiện tại tâm tính thật bình thản, tuy rằng đến lúc đó cũng sẽ tham dự, nhưng chính là làm cái trao giải khách quý mà thôi, cũng không có gì hy vọng xa vời. Trần Dương bất mãn nói. Nói trọng điểm. Khi nào thì mời ta ăn cơm lâm mông cười rộ lên khi nào thì đều có thể hoan nghênh ngươi đến hải thành đến thiết có khác phái không có nhân tính tên trần dương thập phần phẫn nộ từ ngươi bị họ gian quải chạy ta sẽ không ăn qua ngươi làm cơm mệt ta lúc trước còn thay các ngươi đương hồng nương chính ngươi tính tính này đều bao lâu không trở lại kinh thành lâm mông thật sự ban khởi ngón tay tính tính ngô non nửa năm nguyên lai lâu như vậy sao nàng hơi hơi có chút xin lỗi kim hạc thưởng ta khẳng định sẽ về đi đến lúc đó tùy tiện lão bản gọi cơm như thế nào trần dương cảm thán nói thật sự là gã đi ra ngoài nữ nhi hắc đi ra ngoài thủy a lâm mông cười không đáp lời trần dương bất đắc dĩ chỉ phải nói được rồi vậy nói như vậy định rồi đến lúc đó ngươi theo giúp ta trụ một chu lời này nói mà như là lâm mông bị nàng quy tắc ngầm dường như. Lâm mông cười rộ lên, ôm nhu dỗ nàng. Hảo! Dương tỷ đại khái là tịch mịch thôi. Nàng mấy năm nay đều một người trụ, ly hôn, cũng không có đứa nhỏ, hiện tại ngay cả bản thân đều chạy tới Hải Thành, nàng nhất định thật cô đơn. Hai người lại đông kéo tay xả một lát, Trần Dương hỏi. Mới tới tiểu trợ lý thế nào? Lâm mông nghĩ nghĩ, nói rất cẩn thận cũng thật ổn trọng rất tốt ân ừ, vậy là tốt rồi trần dương tự hồ còn tưởng nói chút gì nhưng tối nhưng vẫn còn không có mở miệng treo điện thoại lâm môn phát ra một lát ngốc mới đứng dậy đi luyện yoga trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn tại thật nghiêm cẩn điều dưỡng thân thể trước kia cái loại này đại lượng vận động rèn luyện nhận đến hạn chế nàng liền luyện luyện yoga làm thay thế luyện được hơn tự hồ còn có chút nghiện mỗi ngày không đến vài cái đều cảm thấy thiếu chút gì sinh hoạt của nàng hiện tại là một mảnh thanh thản đơn giản chính là ăn cơm nghỉ ngơi rèn luyện nhân tiện mỗi ngày nghiên cứu một hai bộ điện ảnh lại chính là cấp gian thần viễn làm điểm ăn đưa đi qua có đôi khi cũng nghe nghe nhạc luyện luyện đàn thân thể tự hồ đã khôi phục bình thường nàng lại có chút hoài niệm diễn trò thời gian lại chờ một chút nàng báo cho bản thân không cần nóng vội trong khoảng thời gian này, nàng cùng Lương Tiêu Tiêu lại thông qua vài lần điện thoại. Đợi đến Giang Thần Viễn bận hết một đoạn này, nàng có phải không phải hẳn là giới thiệu bọn họ nhận thức hạ. Tổng không thể thật sự đợi đến hôn lễ mới hướng hắn giới thiệu phù dâu của bản thân đi. Nàng cười nhẹ, lại nhíu mày. Lại nói tiếp, nàng còn chưa thấy qua Giang Thần Viễn cha mẹ đâu. Giang Thần Viễn cha mẹ ở tại An Thành, đến bây giờ cũng không có gì cơ sẽ nhìn đến bất quá lần trước gia tộc hội nghị phụ thân của giang thần viễn là tới hải thành chính là đến đi vội vàng cũng không có cùng nàng gặp mặt nhớ tới ngày ấy giang chính hiên cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt khi nói câu nói kia lâm môn ẩn ẩn có chút bất an ta kia trưởng tử nhưng là hội để ý loại sự tình này lúc đó giang chính hiên là nói như vậy ý nghĩa lời nói vi phúng ý tứ lại rất minh xác thật hiển nhiên phụ thân của Giang Thần Viễn không sẽ thích nàng này chỉ tốt ở bề ngoài Giang Hồ nghe đồn. Thở dài, Lâm Môn tưởng, vẫn là đợi chút rồi nói sao. Nói thực ra, người khác hội để ý nàng này nghe đồn cũng không kỳ quái, nàng cũng đã sớm làm tốt sẽ bị đối phương soi mói việc này chuẩn bị. Từ trước, của nàng ý tưởng rất đơn giản. Ta nói cho người này đó nghe đồn không là thật sự, người yêu tính liền tính, không thương tính liền tính nàng không biết là bản thân phải muốn gả cho mỗi một nhân tài có thể, thậm chí đều không biết là bản thân nhất định phải kết hôn. Nàng có tiền, có sự nghiệp, có gia nhân, có bằng hữu, vì sao nên vì một người nam nhân ủy khuất bản thân. Mặc kệ là hắn không tin, vẫn là cha mẹ hắn, của hắn bảy đại cô bác gì cả không tin, kết quả đều là giống nhau. Nếu này nam nhân không có cách nào nhường bên người hắn nhân tâm miệng, như vậy nàng liền rời đi ai cách ai không có thể sống. Nhưng hiện tại, nàng hội luyến tiếc. Nàng giống như trúng của hắn độc, một khắc không còn thấy hắn đều sẽ tưởng niệm. Nàng cơ hồ không có cách nào tưởng tượng, rời đi hắn, mất đi hắn. Nếu hắn cha mẹ thật sự không tin, không chịu nhận nàng, mà hắn cũng không nguyện vì nàng đối kháng cha mẹ. Nàng có lẽ, vẫn là hội rời đi đi. Chính là như vậy một cái ý niệm trong đầu tránh qua, nàng liền cảm thấy rất khổ sở, giống như rời đi hắn chuyện này không là buông tha cho hắn, mà là buông tha cho bản thân. Hắn giống như đã xâm nhập của nàng cốt tủy, trở thành của nàng một phần. Nàng lắc đầu, không muốn lại nghĩ đi xuống. Cùng với hắn, nhiều đãi một ngày cũng là tốt. Chẳng sợ chính là tràn mộng đâu, nàng cũng hy vọng, có thể tỉnh trễ một ít, lại trễ một ít. Xa xa, thích niệm xem lâm mông vào yoga phòng, hơi hơi giật giật khóe miệng lâm mông a à, thật là nàng niên thiếu khi thần tượng nhiều năm trôi qua như vậy nàng rốt cục đi tới bên người nàng nàng thích niệm có phải không phải hẳn là cảm tạ trên trời nàng chuẩn bị lâu như vậy cầu miệng lâu như vậy chỉ là vì có thể có như vậy một ngày xoay người thích niệm đứng ở hành lang lý tà dựa vào rơi xuống đất cửa sổ kính nâng lên bàn tay che ở trước mắt hít mắt nhìn phía thái dương ánh mặt trời chiếu vào nàng không bị che nửa bên mặt thượng, vô cùng sáng lạng. Chương 55 55 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Của nàng lựa chọn 8 tháng, hải thành thương giới cũng không bình tĩnh. Khúc chi an di sản án kinh nhiều mặt quay vần không có kết quả, tối nhưng vẫn còn nháo thượng tòa án, nhất thẩm phán quyết nguyên cáo khúc lão thái thái thua kiện. Lưu thần khê có quyền cùng khúc chi bảo an mẫu thân, con cộng đồng kế thừa di sản, nhân này tử tuổi nhỏ, tương ứng số định mức cũng từ mẫu thân lưu thần khê người quản lý. Phán quyết lý do là Nhất, bộ phận chứng cớ tổn hại, không thể xác định lưu thần khê đúng là hôn nội bên ngoài. Nhị, cho dù có thể chứng minh lưu thần khê là ở hôn nội bên ngoài, cũng không thể xác định này bên ngoài hành vi đạt tới trùng hôn hoặc là có xứng ngẫu giả cùng người khác ở chung trình độ. Tam, vô sai lầm phương tổn hại bồi thường thỉnh cầu quyền nơi phát ra căn cứ là luật hôn nhân đệ 46 điều, áp dụng phạm vi là ly hôn tài sản phân cách. Khúc chi bảo an qua đời đã làm cho hai người hôn nhân quan hệ tự động giải trừ, không thích hợp này điều khoản. Tứ, khúc chi an chưa lập di chúc, này di sản ứng ấn pháp định kế thừa tiến hành phân phối. Tin tức vừa ra, dư luận một mảnh ồ lên. Chủ yếu là bởi vì lưu thần khê phía trước video clip đã xâm nhập nhân tâm, đại đa số nhân cũng đều cho rằng đã nàng hồng hạnh xuất tường mọi người đều biết, khẳng định lấy không được khúc chi bảo an di sản. Tuy rằng phía trước cũng có một chút chuyên gia biểu đạt quá cùng loại phán quyết cái nhìn, nhưng vẫn chưa có thể khiến cho đại chúng chú ý. Đêm đó, Giang thần viễn cấp liễu trạch đánh cái điện thoại. Ngươi nói không sai. Quả nhiên lưu thần khê thắng kiện. Liễu trạch nói. Này án tử không còn nửa tạp, trên cơ bản cũng chỉ có thể như vậy phán chính là khúc lão thái thái nghe không vào, hiện tại pháp viện phán, ngược lại đâm lao phải theo lao. Phía trước, hắn chịu gian thần viễn ủy thác, cũng cùng khúc gia tiếp xúc quá, lúc đó hắn đối pháp viện phán quyết kết quả chính là như vậy dự tính, cũng từng lực khuyên khúc lão thái thái không cần đi đường này, ngẫm lại khác biện pháp. Nhưng lão thái thái không tin này tà, Thủy chung cho rằng lưu thần khê bên ngoài nên mất đi quyền kế thừa. Cho tới bây giờ, pháp viện phán quyết xuống dưới, phán định Lưu Thần Khê có quyền kế thừa, biến thành khúc gia hiện tại phi thường bị động. Giang thần viễn lắc đầu nói. Việc đã đến nước này, này đó sẽ không tất nhắc lại. Khác sự ra thế nào, có tiến triển sao? Không có gì thực chất tính tiến triển. Liễu trạch ngữ khí khó được có chút thất bại cảm, chúng ta cùng ôm hiểu mạng liên hệ quá, nhưng nàng thái độ phi thường không tốt, căn bản là không cho chúng ta nói chuyện cơ hội. Mạnh Lương Ký bên kia cũng là đá chìm đáy biển, không có gì hồi phục. Tuy rằng chúng ta biết Lưu Thần Khê hẳn là ở chuyện này lý khởi đến thôi động tác dụng, nhưng cụ thể sao lại thế này chúng ta cũng không rõ ràng. Thậm chí ôn hiểu mạng đến cùng có biết hay không sự tình thực tướng chúng ta cũng không có thể xác định. Có lẽ nàng là chịu nhân môn tế, có lẽ nàng vốn sẽ cùng Mạnh Lương Ký ly hôn, chỉnh sự kiện căn bản chính là nàng cùng Lưu Thần Khê kết phường hãm hại Lâm Môn cùng Mạnh Lương Ký chuyện này tưởng ra rõ ràng chỉ sợ không quá dễ dàng đi đi vốn này tuyến cũng không ôm quá lớn hy vọng gian thần viễn nói ách ba mẹ ngươi vẫn là không đồng ý liễu trạch dừng một chút đột nhiên hỏi nói gian thần viễn nhíu mày nói nói như thế nào đều không tin mẹ ta liền tính tuy rằng không đồng ý cũng không kiên quyết phản đối ba ta liền hắn biết di động nhìn phía ngoài cửa sổ xe tránh qua vạn gia đèn đuốc, có chút tâm phiền ý loạn. Nếu không là vì cha mẹ phản đối, hắn đại khái hiện tại đã bắt đầu trù bị hôn lễ. Hắn nghĩ nhiều sớm một điểm đem cái kia nữ nhân lấy về nhà, hắn cũng không thèm để ý cha mẹ chỉ trích, chính là hắn thế nào có thể nhường nàng gặp phải như vậy quẩn cảnh. Nếu phụ mẫu của chính mình không tham dự hôn lễ, có thể muốn gặp đến lúc đó hiện trường xấu hổ, vòng giải trí phỏng chừng lại hội bởi vậy bùng nổ tân một vòng cuồng hoang ha ha ta nói đi gian gia có thể cho nàng vào môn chật chật hôn lễ cha mẹ chồng thế nhưng cũng chưa lộ diện thật lớn một hạ mã uy không hắn không thể hắn thậm chí đều không đồng ý nhường nàng biết chuyện này nếu đã biết nàng nhất định sẽ rất khổ sở vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ tiếp tục kéo liễu trạch cẩn thận hỏi nghe qua tự hồ sen lẫn chút đồng tình. Trước tha nhất tha, ta sẽ tiếp tục làm bọn họ tư tưởng công tác. Phía trước chuyện ngươi tiếp tục ra, nếu ông hiểu mạng bên kia không có biện pháp vào tay, chúng ta trước hết giải quyết xong lưu thần khê này đại phiền toái. Nếu ông hiểu mạng là bị lừa chẳng biết gì, lưu thần khê giải quyết xong sau có lẽ sẽ có chuyển cơ, mạnh lương ký cũng không tất cái gì đều không biết. Nếu có thể thực tướng rõ ràng là tốt nhất, thật sự không được chúng ta liền lữ hành kết hôn, không làm hôn lễ. Giang thần viễn nói, không làm hôn lễ, cũng so hôn lễ hiện trường cha mẹ chồng không đến đến cường. Nếu cha mẹ thái độ luôn luôn rất mạnh cứng rắn lời nói, chỉ có thể hôn sau làm cho bọn họ thiếu tiếp xúc. Nhất tưởng đến nàng hội bởi vì có lẽ có sự tình chịu ủy khuất, hắn liền cảm thấy một dòng phẫn quốc theo đáy lòng nhắm thẳng thượng hướng. Cho nên, mặc kệ thế nào ngươi đều sẽ cưới nàng. Liễu Trạch dẫn theo vài phần nghiền ngẫm hỏi. Đương nhiên, Giang thần viễn đáp thật sự là lưu sướng. Nhưng nàng nếu không đồng ý gả cho ngươi đâu. Liễu Trạch thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nàng chưa hẳn sẽ tưởng phải gả đến một cái không tiếp nạp nàng gia đình A. Giang thần viễn há miệng thở dốc, đột nhiên nhưng lại cảm thấy không nói gì mà chống đỡ. Liền tính không có hôn lễ, cũng muốn gả cho ngươi. Liền tính toàn thế giới đều phản đối, cũng muốn cùng với ngươi. Thế giới này nào có cái gì đồng thoại, nào có nhiều như vậy không khí không rời, sinh tử gắn bó. Càng nhiều nhân, sẽ ở phát hiện đường này không thông trước tiên đường vòng mà đi, mà sẽ không ngây ngốc bắt đầu sửa lộ, dùng cả đời quan âm đổi đơn giản như vậy vài bước. Nàng hội nguyện ý sao? Cho dù này một đời đều không chiếm được cha mẹ chồng tán thành, cho dù cả đời này đều phải bị nhân chỉ rõ, mất đi nhiều như vậy, chỉ vì cùng với hắn. Hắn không biết. Hắn không nghi ngờ nàng là thật thương hắn, khả nàng nội tâm là như vậy kiêu ngạo. Huống chi, hắn cũng không đành lòng, nhưng nàng như thế ủy khuất. Hắn cảm thấy tâm tình của bản thân bỗng chốc ngã xuống đến đáy cốc. Nếu nàng không đồng ý, tưởng phải rời khỏi. Hắn nên phóng nàng đi sao? Trong xe tỉnh coi như chỉ còn chính hắn, hắn mờ mịt nắm di động, bỗng nhiên cảm thấy mất đi rồi đi tới phương hướng một hồi lâu hắn mới nghe được liễu trạch nhàn nhạt thanh âm. Ta cảm thấy hiện tại loại tình huống này ngươi cần phải nói cho nàng thế nào lựa chọn đều chính nàng đến tuyển đây là của nàng quyền lợi ngươi không thể lấy yêu nàng tên cướp đoạt của nàng lựa chọn quyền lạnh như băng nhưng tuyệt đối lý tính hắn tưởng đây là liễu trạch chậm rãi hắn theo can tâm trong cổ họng bài trừ đến một câu nói ngươi nói đúng liền tính lại hại sợ, liền tính lại không xá, hắn yêu nàng, nên cho nàng muốn cuộc sống. Bất luận kia trong sinh hoạt hay không có hắn, liễu trạch cảm ơn ngươi. Nam nhân thanh âm có chút tâm, lại lộ ra vài phần kiên định. Liễu trạch không tiếng động cười cười, trực tiếp cúp điện thoại. Có một số người, chỉ cần ngươi nhắc nhở một câu là tốt rồi. Về nhà lộ, chưa bao giờ có vẻ như vậy dài lâu. Từng bước một. Giang thần viễn đi được rất chậm rất chậm, đi hoàng này đó thang lầu, hắn phải mở miệng, đi hỏi vận mệnh của hắn. Rất kỳ quái, hắn tuy là mọi người trong mắt cao phú xuất, tại đây phân cảm tình trung nhưng vẫn có một chút tự ti. Ở nàng trước mặt, hắn luôn nhìn trước ngó sau, bản thủ bản cước. Hắn biết rõ, lâm mông căn bản không cần của hắn thân gia, nàng không thiếu tiền, không thiếu danh khí, thậm chí không thiếu nhân ái. Ẩn ẩn, hắn thậm chí cảm thấy, nàng cũng không thích hắn kia cao cao tại thượng gia thế nếu nàng chính là cái đơn giản hám làm giàu nữ nên thật tốt hắn từ từ thở dài quả thực cũng bị tự bản thân hoang đường ý niệm đã bại vì sao đi như vậy chậm bỗng nhiên có người cười nói hắn ngẩng đầu gặp lâm mông liền trong suốt đứng ở cửa thang lầu mặc kiện hình thức đơn giản miên chất váy ngủ ánh mắt cong cong tất dấu ý cười tóc dài như mực mềm mại cúi trên vai đầu sấn người tăng thêm vài phần oánh nhuận. Này một cái chớp mắt, nàng tự hồ vẫn là cái kia mới xuất đạo khi nữ hài tử, đơn giản lại vui vẻ, làm cho người ta coi trọng liếc mắt một cái tâm tình sẽ trong sáng đứng lên. Giang thần viễn cười cười, nói. Đang suy nghĩ sự tình, cho nên bước đi chậm. Ngô. Lâm mông nheo lại mắt, hướng hắn vương tay đến, người có vẻ không rất cao hứng nha. Giang thần viễn tiến lên hai bước, dắt tay nàng. A à mông, ta có lời cùng ngươi nói. Ân, dứt lời. Nàng cười đến phong khinh vân đạm, tự hồ cũng không cảm thấy ra bầu không khí khác thường. Giang thần viễn dừng dừng, không nói chuyện, nắm nàng vào phòng, lại quan thượng cửa phòng, có thế này xoay người đối với nàng. Nói nha, chuyện gì? Nàng lắc lắc tay hắn, cười nói. Ta. Giang thần viễn thanh thanh cổ họng, chậm rãi nói, ba mẹ ta chịu nghe đồn lầm đạo, đối với ngươi ấn tượng. Không là rất hảo. Hắn vừa nói, một bên quan sát lâm môn biểu cảm. Nàng thu liễm ý cười, một bộ như có đâm chiêu bộ dáng. Giang thần viễn nội tâm không yên, rõ ràng toàn bộ nói xong. Bọn họ phản đối chúng ta ở cùng nhau. Có lẽ tương lai chúng ta hôn lễ, bọn họ đều sẽ không tham dự. Nàng ngẩn người, trong mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước, hắn có chút hoảng chạy nhanh ôm lấy nàng. Ta! Ta sẽ nỗ lực thuyết phục bọn họ. Hắn dừng dừng, lại nói. Nếu, nếu ngươi vì vậy không nghĩ gả cho ta, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Cái mũi đau xót, trong lòng hắn ngủ vị tạp trần, nước mắt cũng bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Ta sẽ thả ngươi đi, A à Mông. Hắn khịt khịt mũi, chịu đựng đau lòng, biểu quyết tâm bàn trịnh trọng nói. Hồi lâu không có đáp lại, Hắn không dám buông tay, cũng không dám nhìn tới nữ nhân mặt. Nàng sẽ nghĩ sao? Nàng hội lựa chọn rời đi sao? Hắn không dám lại tiếp tục tưởng, chỉ phải đè nặng kịch liệt tim đập, chờ của nàng tuyên án. Nữ nhân thân thể mềm mại mà thơm ngát, không có rung rung, tim đập cũng thật quy luật. Hắn tưởng, nàng vì sao như vậy bình tĩnh? Hay là nàng đã có quyết định? Không yên tâm tình làm cho hắn không có cách nào tập trung tinh thần suy xét một hồi lâu, mới rột cuộc nghe được nàng nhẹ giọng nói. Ngươi, trước buông ra ta được không? Thanh âm thật bình tĩnh, rất bình tĩnh, tự hồ phía trước nước mắt hoàn toàn là hắn lỗi thấy. Trong lòng hắn, lột bột một chút, cảm thấy sự tình bắt đầu ở hướng hắn không có đoán trước đến phương hướng phát triển. Do do dự dự nới tay, hắn dương mắt xem nàng, đã thấy trước mặt nữ nhân này thở ra một hơi, như trút được gánh nặng nói. Ông như vậy nhanh, ta đều nhanh không thở nổi. A, à, bản thân ôm rất dùng sức sao? Hắn rất là ấy nấy, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi. Nhưng là, của nàng quyết định là. Hắn vẫn là thật dày vò. Lâm mông xoay người ngồi vào một bên, chống má nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới buồn bã nói. Ngươi vừa rồi là đang cầu hôn sao? Ân. Ừ. Hắn trượng nhị hòa thượng không hiểu, ta đã nói rồi sao? hắn rõ ràng là ở giải thích cho nàng tiền đồ nhấp nhô hơn nữa lấy không biết sợ hy sinh tinh thần hứa hẹn nàng có thể buông tha cho hắn tốt sao hắn nào có cầu hôn hắn nào dám cầu hôn ngươi không phải nói tương lai chúng ta kết hôn bọn họ khả năng không sẽ tham dự lâm môn châu châu mày mau tự hồ đối của hắn hư trí nhớ thập phần không kiên nhẫn ách được rồi phải muốn theo này góc độ lý giải lời nói tự hồ cũng có thể xem như cầu hôn không sai, vừa rồi chính là cầu hôn. Hắn giọng dạc nói, cho nên của ngươi đáp án là No. Lâm Mông lắc đầu nói. Lần này nàng trả lời cực này nhanh chóng. Vẫn là quyết định buông tha cho hắn sao. Hắn tuy rằng đã sớm làm tốt tâm lý kiến thiết, vẫn cứ cảm thấy giờ khắc này mây đen tràn ngập. Hắn cúi đầu nói. Hảo. Ta sẽ tuân thủ lời hứa. Nản lòng thoái chí tựa như mạc thế buông xuống. Sớm từng nói với ngươi cầu hôn không thể rất tùy ý, ngươi còn như vậy. Phạt ngươi một lần nữa cầu quá. Của nàng thanh âm mang cười, dễ dàng liền xé rách kia nặng nề mây đen, nhường ánh mặt trời một lần nữa sái mãn đáy lòng hắn. Hắn nhịn hồi lâu, rốt cục vẫn là rơi lệ. Chương 56 56 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com An thành thứ nhất ngày hắn thế nhưng khóc. Lâm mông liền phát hoảng, chạy nhanh tiến lên nhìn kỹ. Nam nhân thật ngượng ngùng quay đầu, lung tung sở trường lưng ở trên mặt lau vài cái. Khóc đều đã khóc, lúc này lại ngượng ngùng. Nàng hảo cười rộ lên, chuyển qua đi để sát vào mặt hắn, quả nhiên còn lưu lại chút nước mắt. Giang thần viễn. Nàng cười khẽ gọi hắn, ta cái gì đều không phát hiện. Nam nhân viết quá mặt, chứ cái gì cũng chưa phát sinh quá, thanh thanh cổ họng nói. Ta bất kể cái gì đều nghe thấy được. Của hắn thanh âm còn mang theo một chút giọng mũi, nhàn nhạt ngượng ngùng xen lẫn ở bên trong, làm cho hắn cơ hồ như là cái mối tình đầu thiếu niên. Hắn nghe nàng không đáp lại, xoay mặt nhìn nàng khi, gặp bên môi nàng ôm lấy một chút cười yếu ớt, đầy mắt đều là chế nhạo. Giang thần viễn mặt đỏ nóng lên, rõ ràng tiến lên trước một bước, lưu loát hôn lên của nàng môi vẫn cứ là mềm mại đáng yêu trong veo tư vị quanh quẩn hắn nhớ mãi không quên hơi thở mỗi một lần đều làm cho hắn say mê trong đó không muốn tỉnh lại yêu đến chỗ sâu cho dù chính là vừa hôn này triền miên cũng đủ để tiêu hồn thực cốt chuyện phát sinh phía sau hoàn toàn ra ngoài của hắn dự tính lại mở ra hắn nhân sinh mới tinh văn chương từ nay về sau gian thần viễn yêu nhất giải trí hạng mục đã xảy ra thật lớn biến hóa khủ khủ, bất quá đây là nói sao. Sáng sớm, Lâm Mông vừa mới mở mắt ra, liền chống lại một đôi trong suốt lại giảo hoạt con ngươi, mang theo rõ ràng ý cười cùng ẩn ẩn chờ mong. Nàng ngây người một giây, chợt xoay người lưng đưa hắn, thuận tiện bả đầu toàn bộ mai đến trong chăn. Giang thần viễn mang cười thanh âm vang lên. Thế nào trốn vào trong chăn? Nàng rầu rĩ không đáp lời. Nam nhân cuối người đi lại ý đồ đem nàng theo trong chăn bào xuất ra buổi sáng đứng lên hẳn là vận động một chút không cần ta rất mệt nàng tránh ở trong chăn thanh âm úng úng nam nhân hảo cười rộ lên làm sao có thể mệt rõ ràng vừa mới mới tỉnh ngủ đều nghỉ ngơi nhất cả đêm lâm mông thập phần tức giận phản bác nào có nghỉ ngơi nhất cả đêm đáng tiếc nói một nửa nàng liền kinh thấy không đúng thanh âm càng ngày càng thấp nói xong lời cuối cùng đã gần như không tiếng động. Thừa dịp nàng thất thần nháy mắt. Giang thần viễn rốt cục thành công đem nàng theo trong chăn giải cứu ra. Cười nói. Nguyên lai ngươi là đang lo lắng này. Yên tâm. Ta chỉ là muốn mang ngươi đi ra ngoài chậm chạy. Hắn cười đến thập phần đắc ý. Theo lâm mông. Căn bản chính là thập phần đáng đánh đòn. Hừ. Tin ngươi mới là lạ. Nàng biết bản thân hiện tại mặt nhất định thật hồng. Nhưng đã hắn nói như vậy nàng liền cũng dường như không có việc gì đứng dậy thay quần áo. Nga! Không tin sao! Nguy hiểm hơi thở đập vào mặt mà đến, hắn để sát vào của nàng lỗ tai, vậy như ngươi mong muốn tốt lắm. Hắn nhưng là như nguyện nhìn đến thân thể của nàng hơi hơi run lẩy bẩy. Giang thần viễn! Nàng không thể nhịn được nữa, một bên kháng nghị, một bên nhanh chóng kéo ra cùng này nam nhân khoảng cách. Thật đáng sợ anh 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 sung sướng chi cực tiếng cười truyền đến lâm mông này mới phát hiện bản thân lại bị lừa nàng oán hận phun ra một hơi banh mặt mặt quần áo cả người đau nhức ô ô ô này nam nhân thắc thật giận a a a nàng bắt đầu hoài niệm mới đầu cái kia ngốc đến hôn cũng không rất hội nam nhân đến cùng là thế nào theo cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu bạch cắt đến bây giờ này tà mị nguy hiểm kênh a bất quá nói trở về hắn không là cái gì kinh nghiệm đều không có sao. Vì sao tối hôm qua ngược lại giống như thật thành thạo đâu? Có khả nghi. Nàng hiếp mắt chuyển hướng hắn. Quy. Giống cái giảo hoạt thợ săn, nàng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ân. Ừ. Giang thần viễn bị ánh mắt của nàng nhìn xem cả người không được tự nhiên. Ngươi sẽ không là tự học thật lâu đi. Thật lâu sau, nữ nhân nhíu mày nói. Giang thần viễn ngẩn ngơ, nàng là nói hắn đỏ mặt vội vàng biện giải nói không có thật lâu chính là thoáng học một chút hắn càng nói càng cảm thấy không có lo lắng hay là tối hôm qua chỗ nào hắn làm được không đúng lúc đó cảm giác tự hồ rất tốt a à. lâm mông vừa lòng nhìn đến gian thần viễn trở lại tiểu bạch trạng thái vỗ vỗ tay chạy lấy người Ui uy 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 nói nói rõ ràng lại đi a à, đến cùng hài lòng hay không ý thôi thân gian thần viễn thập phần thất lạc tưởng xem ra còn phải thêm đem nỗ lực nữ thần thế nhưng không vừa lòng của hắn biểu hiện ô ô ô quay đầu tiếp tục bù lại mới được hắn hung hăng nắm tay ở nhà mình trong hoa viên hai người đương nhiên không cần lại cùng trước kia giống nhau chạy đến một trước một sau sóng vai chậm rãi chạy lâm mông thỉnh thoảng phiêu liếc mắt một cái gian thần viễn phát hiện hắn luôn luôn tại thất thần. Sáng sớm không khí thật tươi mát, hỗn tạp chút cánh hoa thơm ngát cùng bùn đất nhàn nhạt mùi. Lâm mông thâm hít sâu một hơi, bỗng nhiên kêu lên. Thần viễn. Ân. Giang thần viễn phục hồi tinh thần lại, miễn cười ứng nàng. Ta nghĩ lén trông thấy ba mẹ ngươi. Lâm mông thản nhiên nói. Giang thần viễn ngẩn người, lắc đầu nói. Vẫn là không cần. Ba ta hắn thái độ thật kiên quyết. Thực gặp mặt, ngươi hội rất khổ sở. Dừng dừng, hắn còn nói. Ta đã tưởng tốt lắm. Nếu bọn họ luôn luôn không đồng ý, chúng ta có thể lữ hành kết hôn. Trừ bỏ Tết âm lịch, các ngươi đều có thể không cần gặp mặt. Tết âm lịch sẽ là toàn bộ gia tộc tụ hội, một đám người ở đàn kia, phụ thân là cái sĩ diện nhân, sẽ không giáp mặt bãi sắc mặt. Gặp Lâm Mông không nói chuyện, hắn nắm giữ tay nàng khẩn thiết nói a à, mông thật sự không cần một mình thấy bọn họ lâm mông dừng một chút cười nói hắn còn có thể đem ta ăn bất thành thấy hắn mặt trầm xuống không nói chuyện nàng lại nói ta biết ngươi là tưởng bảo hộ ta nhưng là ta không có như vậy yếu ớt bất quá cũng chính là bị mắng vài câu nàng cười cười mang theo vài phần tự dẻo ta bị mắng còn thiếu sao. Giang thần viễn trong lòng đau xót, dương mắt xem nàng. Như cũ là kia trương điên đảo chúng sinh mặt, con ngươi ưu thương lại cuột cường. Hắn nâng tay xoa mặt nàng, thủ lại bị nàng trảo trụ. Nàng yên lặng xem hắn, nghiêm cẩn nói. Ta nghĩ lại nỗ lực một lần. Hắn rốt cục cái gì cũng chưa lại nói, chính là nhợt nhạt gật gật đầu. Nàng muốn đi, kia liền đi thôi. Dù sao bất luận núi đao biển lửa, hắn đều sẽ cùng nàng cùng nhau sống. Này một đời, không bao giờ nữa tách ra. Gần đây chọn cái ngày, hai người cùng nhau bay đi An Thành. Vì tránh đi cẩu tử, Giang Thần Viễn vẫn là vận dụng tư nhân máy bay. Chuẩn xác mà nói, An Thành mới là Giang Thần Viễn từ nhỏ lớn lên địa phương, đối giá lý hết thảy, hắn đều phi thường quen thuộc. Đáng tiếc, lần này đến An Thành là có mục đích khác, thời gian cũng nhanh hơn nữa thân phận của lâm mông đặc thù rất nhiều địa phương đều không có biện pháp mang nàng đi bằng không hắn hận không thể đem bản thân thích địa phương quen thuộc địa phương hết thảy lĩnh nàng đi lên một lần mới tốt xuống máy bay hai người vào ở gian gia ở an thành một chỗ không trí biệt thự không được khách sạn nguyên nhân tự nhiên vẫn là không nghĩ làm người ta ghé mắt nếu là bình thường cũng liền thôi dù sao hai người quan hệ đã công khai cũng không sợ truyền chuyện xấu chính là lần này cần cùng Giang Thần Viễn cha mẹ gặp mặt, ở bọn họ đối Lâm Mông ôm có thành kiến dưới tình huống, có thể đoán được đến lần này gặp không khí sẽ không rất hảo, như lại bị cậu tử nghe đến vài phần hơi thở, sự tình chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể thu thập. Đến hôm đó, Lâm Mông nhưng là trước gặp được Giang Duệ Sa. Giang Duệ Sa là Giang Triết Hãn con, cũng chính là Giang Thần Viễn đường đệ, theo lý thuyết ở trước mắt cục diện hạ, hắn hẳn là nhận đến chút liên lụy mới đúng dù sao hắn cùng Giang Triết Hãn là phụ tử quan hệ, liền tính hắn sẽ không đứng ở Giang Triết Hãn bên kia, cũng không thể trông cậy vào hắn có thể đối Giang Triết Hãn ngoan quyết tâm đến. Nhưng kỳ quái là, Giang Thần Viễn một điểm đều không có hoài nghi hắn hoặc là theo trên tay hắn thu hồi quyền lực ý tứ. Tính đến trước mắt mới thôi, Giang Duệ Sa vẫn cứ là chính hiên tập đoàn thậm chí Giang Gia ở An Thành toàn quyền người phụ trách. Mà hôm nay đón máy bay, Giang Duệ Sa cũng tới không chút do dự thoạt nhìn hai người quan hệ cũng thật hòa hợp nói nói cười cười lâm môn tuy rằng lễ phép mỉm cười trong lòng lại âm thầm buồn bực buổi tối chỉ có bọn họ hai người thời điểm nàng liền đưa ra này nghi vấn ngô Giang thần viễn cười cười nói ngươi hội nghĩ như vậy cũng không kỳ quái mà ta làm như vậy cũng ta có đạo lý của ta à, a sa đâu là nhị thúc con không sai nhưng hắn làm người hắc bạch phân minh đặc biệt đặc biệt chính. Liền nói như thế, hắn đối đạo đức tiêu chuẩn cùng điểm mấu chốt xa so với ta muốn cao. Nói thực ra, ta cảm thấy hắn tính là chúng ta gian gia một đóa kỳ ba. Theo tính cách cùng thủ đoạn đi lên giảng, ta cùng Nhị Thúc tương đối giống, hắn đổ tương đối giống ta ba. Cho nên, ta một điểm đều không nghi ngờ hắn sẽ cùng Nhị Thúc liên hợp đoạt quyền. Phía trước Nhị Thúc làm chuyện với hắn mà nói hoàn toàn là cái sĩ nhục nghe qua ngươi tự hồ thật hiểu biết hắn lâm mông như có đâm chiêu nói hay là lại là vì nghỉ hè kết giao ân ừ. không sai biệt lắm đi tuy rằng hắn so với ta tiểu hai tuổi nhưng hồi nhỏ vẫn là thường xuyên ở cùng nhau đùa Giang thần viễn cười nói khi hắn hiện tại với ngươi nhị thúc quan hệ sẽ không rất kém sao lâm môn nhíu mày nói Ta không biết là ngươi nhị thúc hội cho rằng con trai của tự mình không giúp bản thân cũng không quan hệ. Ha ha, ngươi nói không sai, gian thần viễn nhiều điểm mũi nàng tim, ta nhị thúc đương nhiên sẽ không cao hứng. Bất quá A sa hội làm tốt bản thân bổn phận, tuy rằng hắn đại khái cũng sẽ đối nhị thúc rất tức giận. Ngươi là nói, lâm mông nghĩ nghĩ, cười rộ lên, ngươi đường đệ hội sinh ngươi nhị thúc khí, cũng sẽ không thể ở trên công việc giúp hắn, nhưng là vẫn hội chỉ mình làm con bổn phận ở trong sinh hoạt chiếu cố hắn. Ta bắt đầu cảm thấy ngươi vị này đường đệ cũng rất có thú. Giang Thần Viễn bất mãn nói. Hắn có cái gì thú? Vẫn là ta tương đối thú vị. Dứt lời, thấu đi lại đã nghĩ hôn mặt nàng. Lâm Mông cười né tránh hắn. Đúng vậy, ngươi đặc biệt thú vị. Giang Thần Viễn ngốc ngẩn ngơ hỏi. Vì sao nói như vậy? chẳng lẽ nàng phát hiện. Lâm Mông chỉ lo cười, căn bản không đáp hắn. Giang Thần viễn đoán được vài phần, nha nha nói: "Ngươi thấy được?" Lâm Mông gật gật đầu, cười sở trường hoa mặt xấu hổ hắn. Giang Thần viễn đỏ mặt, để sát vào cười nói: "Ngươi đã đều thấy được, kia không bằng đêm nay liền thực tiễn một phen tân kỹ thuật." "Ai?" "Cái này đến phiên Lâm Mông nóng nảy, không thể không muốn." "A." À xem ra ngươi ưa nguyên lai like cái loại này. Giang thần viễn cười xấu xa đậu nàng. Nàng hỗn hển kêu to. Giang thần viễn. Bóng đêm thâm trầm, nhất phái cảnh xuân kiều diễm. Ngày thứ hai, hai người thức dậy còn có chút trì. Cũng may vốn ước chính là buổi chiều, cũng là không nóng nảy. Rời giường sau, Lâm Mông không thể không theo trong rương lục ra điều khăn lụa mỏng hệ thường, Giang thần viễn ở bên cạnh nhìn xem thẳng nhạt tức giận đến lâm Mông hung hăng nhéo hắn một phen. Còn cười. Đều tại ngươi. Thế nào có thể trách ta kia, giang thần viễn một bên hô đau, một bên cười đến gặp mi không thấy mắt, rõ ràng ngươi cũng thích thôi. Lâm mông thật sự là hết chỗ nói rồi. Này căn bản không phải phúc hắc vấn đề. Đây là xích lõa lõa vô sĩ. Chương 57 57 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com dương thương múa kiếm. Đến buổi chiều, ánh mặt trời sáng lạng, từ xưa an thành phản phất bị độ thượng một tầng màu vàng, mặt đất độ ấm cũng đột nhiên lên tới 38 độ. Cũng may có rảnh điều, bằng không thiệt tình quá nóng. Lúc này, Giang thần viễn xem lâm môn gáy thượng khăn lụa mỏng, rốt cục có chút ấy nấy. Về sau mùa hè quả thật chú ý điểm. Hắn rất là nghiêm cẩn lầm bầm lầu bầu. Im miệng A à đồ khốn. Lâm Mông nhịn xuống phù ngạch xúc động, phiêu mắt trong kính chiếu hậu ra vẻ đang chuyên tâm lái xe lái xe. "Ai, đại thúc ngươi kỹ thuật diễn còn phải luyện a, à, cắn môi tính là chuyện gì xảy ra, nghẹn cười đến mức rất vất vả là đi." Bên cạnh người nào đó còn tại nói lãm nhảm. "Ai, mùa hè thật sự là bất hạnh phúc." Lái xe rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi buồn cười. Giang thần viễn đồng học hậu tri hậu giác phản ứng đi lại đã xảy ra chuyện gì? đứng đắn mặt bổ cứu mùa hè quá nóng ha 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 cũng may còn có điều hòa lâm môn nội tâm một tiếng thở dài hận không thể đem mặt mai đến chỗ ngồi hạ mặt ngoài chỉ phải dựa vào kỹ thuật diễn chống đỡ làm ra một bộ gian đồng học ngươi đang nói cái gì ta không biết lái xe sư phụ ngươi ở cười cái gì ta cũng không rõ ràng ta thật sự cái gì đều không có nghe thấy ngẩng người suy xét trạng thẳng đến dừng lại xe lái xe giống như cung kính quá tới mở cửa trong ánh mắt ý cười vẫn cứ rất là ý vị thâm trường. Lâm mông không cẩn thận thoáng nhìn, quả thực tưởng đem bên người cái kia đầu sỏ gây nên tha xuất ra đánh một chút. Cố tình nhân gia lại nửa điểm cũng không có cảm thấy, cười đến ánh mặt trời sáng lạng không nói, thuận tiện còn tập quán tính thân thủ ôm của nàng thắt lưng. Lái xe ánh mắt lập tức lại chuyển qua của nàng trên lưng lưu lại một giây. Lâm mông cảm thấy bản thân sắp hỏng mất. Nàng đời trước là tạo cái gì nghiệt a a a. Nơi này là an đại bên cạnh giáo sư khu dân cư, lâu có chút lão, không có thang máy, xanh hóa nhưng là làm được không sai. Giang gia ở tại lầu ba phía đông, Giang thần viễn nói đây là trường học năm đó góp vốn phòng, dựa theo giáo sư cấp bậc năm tư lấy thấp hơn thị trường giới không sai biệt lắm một nửa giá mua xuống, nhà hắn đại khái có 120 thước vuông tả hữu, xem như khá lớn. Đại khái là vì hiện tại nghỉ hè còn không có kết thúc quan hệ, An Đại Liên Đồng này phiến giáo sư khu dân cư đều có vẻ thập phần yên tĩnh, từ dưới xe đến trèo lên lầu ba bọn họ thế nhưng một người đều không có gặp được. Đứng ở trước cửa, Lâm Mông bỗng nhiên cảm thấy có chút không yên. Giang thần viễn nhìn ra của nàng khẩn trương, xoa bóp tay nàng bày tỏ an ủi, nàng có thế này cố lấy dũng khí, ý bảo Giang thần viễn gõ cửa. Ai biết Giang thần viễn nhưng lại trực tiếp lấy ra một phen chìa khóa, sắp vào ổ khóa trung. Theo chìa khóa chuyển động, khóa phát ra cùng cục một tiếng vang nhỏ, môn lên tiếng trả lời mà khai. Giang thần viễn đẩy cửa ra, mỉm cười nhìn qua, nói. Vào đi thôi. Dứt lời liền nắm nàng đi vào phòng ở, lại ngựa quen đường cũ theo bên cạnh tủ giày lý xuất ra dép lê cho nàng. Lâm mông cảm thấy sự tình bắt đầu hướng về một loại nàng không có dự tính quá phương hướng chuyển biến, nghi hoặc nói. Ta thế nào cảm thấy giống như trong nhà không ai. Ít nhất, như là không ai biết bọn họ sẽ đến bộ dáng. Giang thần viễn hướng nàng cười cười, đang muốn mở miệng, phòng trong lại truyền đến tiếng bước chân. Thần viễn, nữ nhân thanh âm tràn ngập vui sướng, ngươi thế nào đã trở lại? Lâm mông theo tiếng nhìn lại, gặp là cái tóc ngắn giỏi giang tươi cười đầy mặt trung niên nữ tử, cùng giang thần viễn khuôn mặt xác thực có vài phần tương tự, tuổi trẻ khi ước chừng cũng là cái mỹ nhân. Giang thần viễn cười lên tiếng, lôi kéo lâm mông nói mẹ nàng chính là lâm mông dịch thanh hạm này mới nhìn đến đứng ở một bên mỉm cười lâm mông vội vàng hô a à, lâm tiểu thư nhĩ hảo lâm mông nhợt nhạt cười nói bá mẫu ngài hảo đã kêu ta a mông đi dịch thanh hạm tươi cười không thay đổi biết nghe lời phải a mông thần viễn trước thượng thư phòng tọa ngồi đi thần viễn ba người đi nghiên cứu sở nhìn thời gian cũng mau trở lại ta cho các ngươi phao điểm trà, chờ hắn trở về chúng ta lại cùng nhau tán gẫu. Hiển nhiên nàng cũng không tưởng một mình đối mặt lâm mông. Mẹ, ngày trước không cần vội. Chúng ta trước tán gẫu một lát, chờ ba trở về lại cùng nhau tán gẫu. Giang thần viễn nhanh chóng nói. Đùa, thật vất vả có cái tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, hắn nhưng là cố ý kháp điểm nhi đến. Gặp dịch thanh hạm lộ ra khó xử sắc, giang thần viễn nháy mắt mấy cái, Sử thượng đòn sát thủ. Ta nghĩ ngài. Lâm mông nhất thời cảm thấy bản thân nổi da gà đều xuất ra, thiên, hắn cư nhiên còn làm nũng. Dịch thanh hạm gặp con mặt dày cùng bản thân càng quấy, bất giác vừa tức vừa cười. Ngươi nha. Nàng dừng một chút, nhìn về phía lâm mông. Không đợi ba ngươi cũng xong, nhưng ta muốn cùng A mông đang tán gẫu, ngươi không thể tham gia. Giang thần viễn buồn bực. Này sao được không có hắn ở đây, hắn còn thật lo lắng lâm môn bị hắn thân ái mẹ cấp sống nuốt. Hắn lão mẹ nó sức chiến đấu cũng không phải là cái. Dịch thanh hạm không để ý con, chỉ mong hướng lâm môn nói. A à mông, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm mông cười cười nói. Khi theo chúng ta trước tâm sự đi. Tán gẫu loại sự tình này, quả thật không bằng gian thần viễn không ở tràn hảo. E ngại hắn, sợ là nói đều nói không ra đi. Lâm mông thế nhưng muốn chủ động đầu nhập hang hổ. Giang thần viễn thật buồn bực. Hắn dùng, ngươi điên rồi sao, mẹ ta thật sự thật đáng sợ, ánh mắt không ngừng ý bảo lâm mông buông tha cho này điên cùng ý tưởng, đáng tiếc nhân gia căn bản bất vi sở động. Giang thần viễn chỉ phải thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi muốn dũng cảm chịu chết ta cũng ngăn không được ngươi. Ta sẽ chờ ở một bên thay ngươi nhặt xác, thân ái. Bất quá. Đợi chút, các nàng đi thư phòng, kia hắn đi làm gì a à, tổng không thể ngốc ngồi ở phòng khách đi. Dịch thanh hạm thật thiện giải nhân ý cho hắn chỉ rõ nơi đi. Thần viễn, ngươi đi nghiên cứu sở tiếp ba ngươi đi. Này tỉ mỉ thiết kế kịch bản đã hoàn toàn thoát ra gian đại thiếu nắm giữ. Giang thần viễn bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt hai nữ nhân, cuối cùng chỉ có thể trực diện thảm đạm nhân sinh, thở dài triệt. Dịch thanh hạm liễm tươi cười, đối lâm mông nói, Lâm tiểu thư, thỉnh. Phản phất phía trước nàng chưa bao giờ kêu lên A mông. Lâm mông cũng không ngoài ý muốn, cũng không nhắc lại xưng hô sự tình, đơn giản vuốt cầm nói. Hảo. Hai người một trước một sau đi vào thư phòng, dịch thanh hạm ý bảo Lâm mông ngồi vào bàn học đối diện song nhân trên sofa, chính nàng tắt xoay người ngồi xuống bàn học sau ghế tựa. Này gian thư phòng cũng không lớn, trên bàn học chỉ bãi nhất trảng đèn bàn, một cái một chất ống đựng bút bàn học sau là rộng rãi giá sách, chi chít ma mật bày đầy thư, tuy rằng thư rất nhiều, nhưng hiển nhiên là bị người tỉ mỉ sửa sang lại quá, cũng không có vẻ lăng loạn. Lâm mông yên tĩnh ngồi ở trên sofa đánh giá thư phòng, mà dịch thanh hạm tắt đánh giá nàng. Yên tĩnh không tiếng động. Hai người lại tự hồ đều không biết là xấu hổ, đều là tứ chi giãn ra, thần thái thông dong. Sau một lúc lâu, dịch thanh hạm khóe miệng dạng khởi một tia cười yếu ớt, mở miệng nói. Lâm Tiểu Thư quả nhiên là từng trải việc đời nhân. Ta cũng không nói cái gì dư thừa lời nói. Người này trước kia chuyện của ta không cần thiết biết là thật là giả. Ta nghĩ muốn xác định chính là một sự kiện. Lâm mông cười cười, cũng không ra tiếng, chậm đợi của nàng câu dưới. Ngươi kết quả có phải không phải thật sự yêu thần viễn? Ngươi tưởng muốn hảo hảo cùng hắn qua ngày sau? Vẫn là. Dịch thanh hạm vòng vo ngữ điệu, lạnh lùng nói, chỉ là vì gã nhập hào môn. Lâm Mông dương mắt, lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Ta nói, ngài sẽ gặp tính sao?" Dịch Thanh hạm ngẩn người, gật đầu nói, "Không sai, ngươi nói ta cũng sẽ không tin." Nàng thở dài, mang theo một chút cô đơn. "Nếu ngươi thật là vì tiền, có thể ở thần viễn chưa tiếp nhận chính hiên tập đoàn phía trước liền tiếp cận hắn hơn nữa làm cho hắn đối với ngươi khăng khăng một mực." tự nhiên là mất vô số tâm cơ làm sao có thể bị ta này vừa hỏi liền nói ra nói thật cho nên vấn đề này ngươi chỉ biết cho ta một đáp án mặc kệ ngươi yêu hay không yêu hắn mà ta cũng không dám tin ngươi nàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ bóng lưng có vẻ có vài phần tiêu điều lâm tiểu thư ngươi còn không có đứa nhỏ đại khái khó có thể lý giải một cái mẫu thân đối bản thân đứa nhỏ cảm tình cùng ý muốn bảo hộ mặc kệ hắn có phải không phải đã trưởng thành đã cường đại thân là mẫu thân của hắn ngươi tổng hội nghĩ thay hắn chắn đi sở hữu tai nạn ngóng trong hắn khỏe mạnh cường tráng bình an vui vui vẻ vẻ nhưng sự thật là ngươi hội tràn ngập thất bại cảm bởi vì ngươi rất nhanh sẽ ý thức được ngươi căn bản là bảo hộ không được hắn nói tới đây dịch thanh hạm xoay người lại lộ ra một tia chua sót ý cười ta tuy rằng không dám tin ngươi lại cũng không thể không tin ngươi. Ta hiểu biết con trai của tự mình, hắn tuyển ngươi, sẽ gặp tin ngươi đến cùng. Mặc kệ chúng ta như thế nào phản đối, hắn đều quyết tâm muốn kết hôn ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể tin ngươi, tin ngươi là thật tâm đợi hắn, tin ngươi có thể cho hắn hạnh phúc. Lời của nàng ngữ chân thành tha thiết, nhưng lâm mông cũng không khỏi động dung, nhưng nội tâm lý trí nhường nàng vẫn cứ nói được thông dong. Nhưng ngài trên thực tế vẫn là không tin dịch thanh hạm ngửa đầu mỉm cười cũng không phủ nhận ta hy vọng bản thân sai lầm rồi lâm mông đứng dậy nhẹ nhàng cười ngài quả thật sai lầm rồi dịch thanh hạm thân mình chấn động quay đầu xem nàng nàng cũng từng ở trên tv xem qua lâm mông cũng nghe nói qua của nàng một phần nghe đồn biết được con cùng với nàng phản ứng đầu tiên đó là phản đối xinh đẹp không là vấn đề nhưng lâm mông thân ở vòng giải trí như vậy phức tạp khu vực còn có thể đứng ở cao như vậy vị trí, nói không có tâm cơ không có thủ đoạn không có giả tâm, nàng làm sao có thể tin tưởng. Như vậy một cái nữ tử, sẽ coi trọng lúc đó chính là cái tiểu ca sĩ Giang Thần Viễn. Khi đó nàng liền ẩn ẩn có chút bất an. Thẳng đến Giang Thần Viễn trở thành chính hiên tập đoàn chủ tịch, nàng mới hiểu được, chỉ sợ lúc đó nhân gia liền đã biết đến rồi Giang Thần Viễn gia thế thôi. Trừ này đó ra, đó là chân ái. Khả một cái từng có nhiều như vậy cảm tình trải qua, thậm chí còn vì nhân vật làm quá tiểu tam nữ nhân, thật sự hội đối một cái tiểu ca sĩ nhất kiến chung tình. Nghĩ như thế nào đều là không có khả năng chuyện. Giang thần viễn nhưng là nói qua nàng này nghe đồn đều là bịa đặt. Ha ha, này cũng có thể lừa lừa nàng kia ngốc con đi. Một cái hai cái cũng liền thôi, sở hữu nghe đồn đều là bịa đặt. Không có lửa làm sao có khói. Ruồi bọ không đinh vô khâu đảng. Nàng cùng trượng phu không giống với. Hắn hội để ý Lâm Mông có phải không phải thật sự làm quá tiểu tam, mà dịch thanh hạm để ý, thủy chung là một sự kiện, nàng hay không thật sự yêu gian thần viễn, hay không sẽ luôn luôn đối hắn tốt, hay không có thể cho hắn một cái ổn định gia đình. Dịch thanh hạm cho rằng nàng không thể, vì thế cảm giác sâu sắc vô lực cùng bi ai. Nhưng nàng hiện tại nói, dịch thanh hạm quả thật sai lầm rồi. Lâm Mông đoan đứng ở trước sofa, thật nghiêm cẩn nói. Ta không dám nói vĩnh viễn, tương lai sự tình ta cũng không phải như vậy chắc chắn, nhưng ta có thể cam đoan, theo bắt đầu đến bây giờ, ta đối gian thần viễn chưa bao giờ từng có hư tình giả ý, mặc kệ ngài tin hay không, ta quả thật yêu hắn. Nàng là bi quan chủ nghĩa giả, cảm thấy vận mệnh có nhiều lắm chuyện xấu. Nàng không dám cam đoan bản thân có thể cho gian thần viễn mang đến hạnh phúc hoặc là an bình. Nhưng nàng có thể cam đoan, nàng yêu hắn. Lâm Mông sắc mặt bình tĩnh vô ba, thanh âm cũng thật bình thản, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt nàng, sự trên mặt nàng vẻ mặt có vẻ dị thường trang trọng, làm cho người ta không tự giác liền cảm thấy, nàng tự hồ đang ở trình bày một cái chân lý. Yên lặng nhìn nàng hồi lâu, dịch thanh hạm thở vào một hơi. Ta tin ngươi. Nàng nói, thanh âm còn mang theo hơi hơi run run. Chương 58 58 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái gọi là thành kiến Chờ gian thần viễn dẫn một mặt khó chịu lão cha lại bước vào gia môn thời điểm Trong mắt đều nhanh điệu trên đất Ông trời Nên đón của hắn cư nhiên không là đầy đất huyết tinh Trước mắt hoàn toàn là một bộ này hòa thuận vui vẻ hình ảnh Hắn thân ái vị hôn thê cư nhiên cùng hắn lão mẹ nói nói cười cười xem nhàm chán bà tức đại chiến kịch. Ô hát mi dê Nhất định là hắn tiến sai môn Hắn sợ hãi ngẩng đầu quan sát hạ bên người lão cha Phát hiện hắn lão nhân gia rằng có một đường đại mặt đen cũng biến thành một mặt kinh ngạc Xôn sao, a à mông ngươi thật sự là quá tuyệt vời Ta lão mẹ lợi hại như vậy bốt ngươi là thế nào thu phục a à? Giang thần viễn yên lặng dưới đáy lòng cấp lâm mông so cái tán Lúc này dịch thanh hạm cùng lâm mông cũng đều đứng dậy đã đi tới Dịch thanh hạm thân thiết lôi kéo lâm mông thủ Đối Giang Hạo Thiên nói: "Hạo Thiên, đây là A Mông." Giang Thần Viễn không nói gì nhìn trời, "Này này này, quả thực rất khoa trương có một có. Muốn là có người trực tiếp khiêu không đến này cảnh tượng, nhất định sẽ cho rằng Lâm Mông là hắn lão mẹ ngàn chọn vạn tuyển tự mình lựa chọn con dâu tốt sao?" Giang Hạo Thiên giật nhẹ khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lâm tiểu thư, kính đã lâu, hạm sao lại thế này?" Tư nhiên nhanh như vậy gục qua. Xem ra chính mình vẫn là quá coi thường này vòng giải trí tiểu yêu tinh. Lại tới nữa. Lâm Mông nội tâm yên lặng châm chọc. Vì thôi từng cái gian gia nhân thấy nàng đều xưng thượng vài câu Lâm tiểu thư. Nàng ước chừng cùng nhà này tộc bác tự không hợp. Nhưng nàng vẫn là lạnh nhạt cười nói. Bá phụ ngài hảo. Giang Hạo thiên theo trong lỗ mũi hừ một tiếng cho rằng trả lời. Lâm Mông ngạc nhiên ngay cả trang đều lười trang sao? Tra vẻ vị này đối nàng địch ý thâm hậu a. À. Dịch Thanh Hạm kéo kéo nhà mình lão công góc áo, Giang Hạo Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu đối Lâm Mông nói, "Nói chuyện đi." Lập tức khi trước đi vào thư phòng. Thừa lại ba người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Dịch Thanh Hạm cười khổ một tiếng, ý bảo bọn họ đi theo Giang Hạo Thiên, bản thân quay người lại, liền vào phòng bếp. Giang Thần Viễn nắm Lâm Mông liền hướng thư phòng đi đến. Đã lần này không bị chỉ rõ đứng sang một bên, hắn tự nhiên chỗ sung yếu đến tuyến đầu đỡ đạn. Giang Hạo Thiên gặp hai người nắm tay tiến vào, mày không khỏi nhăn càng nhanh. Đây là ở thị uy sao? Quả nhiên tiểu tam đều kiêu ngạo đòi mạng. Hắn ngồi vào bàn học sau, ý bảo hai người ngồi vào đối diện song nhân trên sofa. Không biết vì sao, xem hắn kia một bộ nghiêm túc biểu cảm, Lâm Mông nhưng lại ẩn ẩn có chút buồn cười. Khụ, thật không hổ là vợ chồng lưỡng, bày ra tư thế cư nhiên như vậy tương tự, đều giống thẩm phạm nhân dường như. Giang thần viễn nhưng là khẩn trương thật sự, cầm lấy tay nàng đều có điểm đẩu. Giang hạo thiên theo dõi hắn lưỡng nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nói. Ta không biết Lâm Tiểu Thư dùng xong cái gì thủ đoạn, nhưng nội tử cải biến ý tưởng. Bất quá, đến ta nơi này cũng sợ cái gì thủ đoạn cũng không tốt dùng dứt lời, liền cúi đầu xem báo giấy, hoàn toàn đem trước mặt hai người làm không khí. Hay là cái này tính đã đàm xong rồi. Lâm Mông cũng có chút tức giận. Đỉnh này có lẽ có đắc tội danh, ngay cả biện bạch một tiếng cơ hội cũng không cấp sao. Giang thần viễn nhìn xem không khí không đúng, chạy nhanh chen vào nói nói. Ba, ngài làm chi lão thủ đoạn đến thủ đoạn đi. Người một nhà nói chuyện không cần như vậy phức tạp. Vừa mới dứt lời, hãy thu lấy được Giang Hạo Thiên mắt lạnh một quả, hắn lui lui cổ, quay đầu muốn từ Lâm Môn nơi đó điểm an ủi, kết quả nàng nhìn qua ánh mắt hoàn toàn chính là ghét bỏ. Ách, quên đi. Hai bên không lấy lòng, ta còn là không muốn nói chuyện. Giang thần viễn yên lặng đem bản thân biến thành một pho tượng pho tượng. Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ kia gì giống nhau đội hữu. Lâm Môn nhịn xuống đầu đầy hắc tuyến, đối giang hạo thiên nhàn nhạt trả lời ta biết ngài đối tiểu tam căm thù đến tận xương tủy, cũng bởi vậy đối ta có chút thành kiến. Nghe được nửa câu đầu, họ giang hai nam nhân đồng thời kinh ngạc khơi màu bên lông mày. Một cái tưởng, di, nàng làm sao có thể biết. Một cái khác tưởng, qua, quả nhiên thật là lợi hại. Lâm mông không để ý hai người này, tiếp tục nói. Cho nên ta cũng không tính toán thuyết phục ngài cái gì. Ta chỉ tưởng nói một câu, ta bản nhân cũng đối tiểu tam không có gì hảo cảm trước kia không có làm quá về sau cũng không có khả năng trời biết đất biết ta tự mình biết ngài tin hay không tùy ý dứt lời nàng tiêu sái đứng lên mở cửa đi ra ngoài lưu lại gian gia phụ tử khiếp sợ tại chỗ tương đối mắt to trừng đôi mắt nhỏ gian hạo thiên tưởng dựa vào như vậy ngưu gian thần viễn tưởng thiên như vậy xuất lâm mông mở cửa đi ra ngoài chỉ thấy dịch thanh hạm đang ở cạnh cửa tham đầu tham não, hai người bốn mắt tương đối, đều sửng sốt sửng sốt. Dịch thanh hạm so cái, hư thủ thế, thuận tay liền đem lâm môn kéo vào phòng bếp. Lát sau bữa này cơm chiều, không khí chỉ có thể lấy vô cùng quỷ dị đến hình dung. Ở dịch thanh hạm tận lực khảo sát hạ, đại bộ phận đồ ăn đều là lâm môn bút tích. Giang thần viễn tự hồ đã quên phía trước chuyện đã xảy ra, ăn mặt mày hớn hở thập phần đầu nhập dịch thanh hạm thường giống nhau khoa giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng Giang hạo thiên yên lặng bái cơm chuyên tấn công trước mặt kia bàn dịch thanh hạm xuất phẩm thanh sao du mạch đồ ăn lâm môn chậm rãi ăn thật sự nhã nhặn cũng không quá nói chuyện chỉ tại ngẫu nhiên dịch thanh hạm khen thật sự quá phận thời điểm khiêm tốn hai câu vì thế toàn bộ trên bàn cơm chỉ có thể nghe được dịch thanh hạm nữ cao âm cùng với lâm môn ngẫu nhiên ừ ừ a a hai nam nhân một cái ăn khoan khoái cố không lên nói chuyện, một cái khác nghẹn nhất bụng khí không chịu nói chuyện, toàn bộ thất thanh. Cơm nước xong, Giang Thần Viễn xung phong nhận việc thu thập bát đũa, dịch thanh hạm lại lôi kéo Lâm Môn đi xem tivi kịch, Giang Hạo Thiên phát hiện hoàn toàn không ai để ý đến hắn, thập phần không nói gì tự hành trở về thư phòng. Giang Thần Viễn tẩy hoàng bát xuất ra, thẳng đến phòng khách tỏ vẻ thời gian không còn sớm, nên ly khai. Dịch Thanh Hạm còn có chút lưu luyến, Giang thần viễn kiên quyết tỏ vẻ công vụ bận rộn, vô pháp, phải lập tức chạy về Hải Thành, rốt cục thành công đoạt lại vị hôn thê một quả. Trước khi đi, dịch thanh hạm nhiệt tình tỏ vẻ có thời gian nhiều trở về ngoạn, thậm chí còn mịt mờ bề mặt đạt một chút sớm ngày thành hôn sinh ra sớm quý tử nguyện vọng. Giang thần viễn cùng lâm mông rốt cục biểu hiện ra đã lâu ăn ý, giống nhau hừ hừ a a ứng phó xong. Đợi đến hai người đi rồi, dịch thanh hạm có thế này về thư phòng dỗ lão công. Giang hạo thiên phụng phiệu nói. Lúc này nhớ tới ta đến đây. Dịch thanh hạm một bên chân chó tiến lên thay hắn nhu kiên, nhất vừa cười nói. Được rồi, không cần tức giận. Giang hạo thiên từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, sắc mặt cũng dần dần tùng hoảng xuống dưới, giận dữ nói. Ngươi nha, chính là rất mềm lòng. Dịch thanh hạm cười nói. Không phải mềm lòng vấn đề. Hạo thiên A, à, này tiểu nha đầu nhưng là lợi hại thật sự con trai của ta hoàn toàn bị ăn gắt gao chúng ta còn có thể làm sao bây giờ con trai của ta ngươi cũng rõ ràng hắn là cái loại này cha mẹ không đồng ý sẽ thỏa hiệp khác cưới người sao giang hạo thiên hừ một tiếng từ chối cho ý kiến dịch thanh hạm lại nói tiếp lại nói ta hôm nay cùng nàng hàng huyên tán gẫu cảm thấy nàng đối thần viễn thật đúng như là quan tâm ở cùng nhau cũng không tất sẽ không hảo Giang hạo thiên không cho là đúng. Một cái tiểu tam có thể có cái gì chân tình. Ngươi đừng quên, nàng nhưng là cái diễn viên, diễn cái gì giống cái gì, giấu giếm được ngươi còn không dễ dàng. Tiểu tam cái gì, thề thề đều làm không được chuẩn. Hừ. Nói xong nói xong, hắn tự hồ lâm vào cái gì nhớ lại bàn, thần sắc hèn mọn, khóe miệng đường cong cũng trở nên thập phần cường ngạnh. Nghe xong lời này, dịch thanh hạm lại có chút do dự cũng là, diễn viên này chức nghiệp nàng không lo lắng đi vào. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy thật sự đều chính là diễn trò? Nàng trầm mặt một lát, vẫn là nói. Ta xem đổ cảm thấy không giống làm bộ. Giang hạo thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cho nên nói ngươi mềm lòng. Hắn oán hận khép lại thư, lại nói. Dù sao ta không đồng ý. Dịch thanh hạm không nói gì. Nàng lão công chỉ cần đề cập đến, tiểu tam, đề tài này sẽ trở nên cực kỳ ngoan cố, nga, đúng rồi, tương tự đề tài còn có, lão gia tử. Nhà nàng lão công bình thường thoạt nhìn hiền hòa thật sự, nhưng chỉ cần đi vào của hắn lôi khu, chính là một chữ, tử. Nàng yên lặng thay nhà mình con điểm chi sát. Thần Viễn kia, mẹ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Giang Thần Viễn một đường đều cười đến thật vui vẻ. Lâm mông rầu rĩ phiêu hắn liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói. Đợi đến trở về biệt thự, Giang thần viễn rốt cục hậu tri hậu giác phát hiện nhà mình nữ thần giống như không mấy vui vẻ. Hắn thập phần thẩn trương. Như thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Thân thủ phải đi sờ cái trán của nàng. Từ lâm môn bệnh nặng một hồi sau, hắn thái độ đối với nàng cơ bản giống như là nâng cái dịch toái bình hoa, dè dặt cẩn trọng sợ quan ngã đối thân thể của nàng tình huống, hắn hiện tại trì hoàn toàn không tính nhiệm thái độ. Nhất có gió thổi cỏ lay, của hắn thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là thân thể của nàng. Lâm mông không nói gì. Người này thế nào có hướng phùng hiểu vân chuyển hóa xu thế? Bên người nàng nhân thế nào đều một cái tính tình? Ách, lâm đại tiểu thư hiển nhiên hoàn toàn không có tỉnh lại bản thân ý tứ. Tưởng cũng biết, người bên cạnh ngươi đều một cái tính tình, đương nhiên là vì ngươi lão nhân gia bản thân luôn ra đồng dạng đường rẻ thôi. Giang thần viễn xúc cái trán của nàng thử nửa ngày, thở dài một hơi. Hoàn hảo không phát sốt. Hắn buông tay, cẩn thận nhìn xem lâm môn sắc mặt, lại hỏi. Có phải không phải mệt? Lâm môn lắc đầu nói. Không có việc gì, không có không thoải mái, cũng không có rất mệt. Chính là cảm thấy rất thất bại. Ai, nàng quả nhiên hẳn là càng nhẫn nại một điểm đi nàng cũng không biết vì sao lúc đó chính là có loại đem báo chí hồ đến gian hạo thiên trên mặt xúc động tiểu tam tiểu tam ngươi mới tiểu tam theo lý thuyết bị người mắng mấy năm nay nàng hẳn là miễn dịch mới đúng ở đi gian gia phía trước nàng cũng làm tốt lắm tư tưởng chuẩn bị mặc kệ gặp được cái gì tình huống nàng vốn đều là tưởng lại nỗ lực một phen đang luận Giang Hạo Thiên lời dạo đầu tự hồ cũng không là cái gì lực sát thương kỳ cao câu, nhưng phối hợp thân thể hắn ngôn ngữ cùng coi thường thái độ, Lâm Mông chính là cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất. Cho nên kia trong nháy mắt nàng lý tính biến mất, nho nhỏ bạo phát một phen, nói ra bản thân nội tâm chân thật ý tưởng. Ngươi không tin. Nói như thế nào đều không tin. Yêu tin hay không? Sau đó hiện tại, nàng lại có chút hối hận. Có lẽ, Nghiêm cẩn giải thích hạ, tình huống vốn sẽ không thay đổi tệ như vậy đâu. Xem thế này, xem như toàn vô cứu vãn đường sống. Nàng buồn bực thở dài. Quên đi, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Nàng an ủi bản thân, cho dù lúc đó bản thân bảo trì lý tính, dựa theo gian hạo thiên cố chấp thái độ, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hảo đi nơi nào. Hả? Giang thần viễn vừa yên tâm, lại bị nàng chấn kinh rồi một chút, hôm nay nhiều thành công A, à, ngươi làm sao có thể cảm thấy thất bại? Lâm mông cũng kinh ngạc. Ngươi quản hiện tại loại tình huống này kêu thành công. Căn bản là không có gì tiến triển A, à, cái gì đều không có thay đổi. Đương nhiên tính A. À. Giang thần viễn trong mắt tràn đầy đều là sùng bái, ngươi thu phục mẹ ta nha. Lâm mông liếc hắn một cái, cười bất đắc dĩ nói. Này sao có thể tính thu phục? Bá mẫu vốn cũng không có nhiều phản đối, lại nói, ngươi không phát hiện nàng cơ bản đều nghe ngươi ba sao. Ai? Phải không? Một lời chỉ điểm bến mê, Giang Đại Thiếu cảm thấy bản thân trước mắt tựa hồ lại mở ra thế giới mới. Chương 59 59 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hiệp ước không bình đẳng Nghĩ nghĩ, Giang Thần Viễn cảm thấy Lâm Môn nói được có đạo lý, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ trong nhà chuyện đều là mẫu thân ở quản nhưng mỗi lần đại sự giống như đều là dựa theo hắn cha ý kiến làm. Ân, ừ, hắn không khỏi đối lâm môn sức quan sát cảm thấy bội phục, hắn 30 năm không nhìn ra sự tình, nàng thế nhưng chỉ tốn mấy mấy giờ liền xem minh bạch. Bất quá chờ hắn đêm này sùng bái biểu đặt lúc đi ra, đổi lấy lại là lâm môn một quả xem thường. Xin nhờ, không là ta có nhiều lợi hại, hoàn toàn là chính ngươi quá trì động tốt sao không cần rất khiêm tốn, quá đáng khiêm tốn tương đương kiêu ngạo Nga. Kết quả Giang thần viễn đồng học rất là da mặt dày trả lời. Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận bản thân trì độn, hiện tại kết quả căn bản chính là bởi vì nữ thần đại nhân người siêu việt loại trực giác thôi. Ân, ừ, nhất định là như vậy. Lâm mông. Quên đi, ngươi liền sống ở ngươi trong thế giới của bản thân tốt lắm. Giang thần viễn cũng không tính toán dễ dàng như vậy hãy bỏ qua nàng, đột nhiên hỏi nói: "A, à, đúng rồi, ngươi làm sao mà biết Tiểu Tam là ta ba tử huyệt?" Chuyện này quấy nhiễu hắn cả đêm. Thật sự hảo thần kỳ. Hắn là biết không sai, nhưng là cũng không có nhắc đến với Lâm Môn a, à, nàng làm sao mà biết được đâu? Chẳng lẽ nàng có độc tâm năng lực? Không có khả năng đi. Lâm Môn cười cười nói: "Này sao, chính là một cái đơn giản trinh thám thêm đoán rằng" giang chính hiên cùng nàng gặp mặt lần đó kỳ thực lộ ra rất nhiều tin tức tỷ như giang hạo thiên đối lâm môn này sinh hoạt cá nhân nghe đồn cực độ không vui liên hệ đến giang chính hiên cùng nàng nhắc tới giang thần viễn nải nải khi bi thương tiếc núi cùng với giang chính hiên cùng giang hạo thiên quan hệ ác liệt chuyện thực thật dễ dàng làm cho người ta ra một cái đoán rằng thì phải là giang chính hiên từng có quá tiểu tam cũng bởi vậy làm cho cùng giang hạo thiên quan hệ không tốt Giang Hạo Thiên cũng bởi vậy đối có tiểu tam hiềm nghi nữ nhân ôm có rất thâm địch ý. Nàng nhúng nhúng vai nói. Ta vốn cũng chỉ là đoán mò, đổ một phen mà thôi. Giang thần viễn cười thân thân nàng. Quá thông minh. Đến đây đi, thưởng cho ngươi một phen. Lâm mông cảnh giác nhìn về phía hắn. Thưởng cho cái gì? Nàng thế nào có loại rất là điềm xấu dự cảm đâu. Giang thần viễn cực nhã thân thủ hiểu biết nàng áo ngủ nút thắt, lâm môn một bên trốn, nhất la lớn. Quy, này không phải đối của ta thưởng cho, này căn bản chính là đối với ngươi thưởng cho thôi. Giang thần viễn bất vi sở động, một bên tới gần nhất vừa cười nói. Vợ chồng vốn là nhất thể, thưởng cho ta không phải là thưởng cho ngươi. Đến thôi đến thôi. Rất nhanh, một hồi đại chiến lại lấy lâm môn thất bại mà chấm dứt. Ngày thứ hai buổi sáng, nàng thập phần bất mãn nói thầm nói ngươi này chỉ do lấy thân thể ưu thế thu hoạch ít lợi, rất không công bằng. Giang thần viễn cười đến thật vui vẻ. Ân, vậy ngươi nói muốn làm sao bây giờ đâu? Lâm mông đi dạo con mắt nói. Lấy thân thể nhược thế mới là khởi xướng phương, cường thế phương đánh mất khởi xướng quyền. Giang thần viễn hỏng mất. Như vậy sao được? Ngươi này hoàn toàn chính là hiệp ước không bình đẳng. Lâm mông cười nói là ai tối hôm qua nói ta là nữ vương ngươi là nam phó tới, qua cả đêm liền không nhận trướng sao. Hừ hừ, vốn liền bất bình đẳng thôi. Lời còn chưa dứt, Giang thần viễn đã đem nàng gục, ở nàng nhĩ vừa cười nói. Nơi nào có áp bách nơi nào còn có phản kháng. Nô lệ cũng có xoay người làm chủ nhân một ngày. Nàng lại thua rồi. Cũng là ở một ngày này, Lâm Môn nói cho Giang thần viễn, tính toán dẫn hắn đi gặp một người. Ai à? Nàng trịnh trọng chuyện là thái độ nhường gian thần viễn pha có vài phần ngoài ý muốn. Lẽ ra, lâm mông bên người nhân hắn cơ bản đều gặp qua a. À? Lương tiêu tiêu. Lâm mông dừng dừng, mày nhíu lại, tự hồ ở châm trước ứng nên như thế nào biểu đạt. Một hồi lâu, nàng mới tiếp tục nói. Nàng phía trước là ta ca vị hôn thê. Chúng ta hồi nhỏ thường ở cùng nhau ngoạn, cảm tình tốt lắm, cùng thân tỉ muội cũng không sai biệt lắm. Lương tiêu tiêu Giang thần viễn theo bản năng lập lại một lần tên này Ta giống như ở nơi nào xem qua tên này Tin tức đi Lâm mông nghĩ nghĩ Nói nàng là Khúc Chi An tâm bẩn giải phẫu bác sĩ mổ chính A à. Giang thần viễn bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like là nàng Lúc đó Khúc Chi An ngoài ý muốn qua đời Đã từng hợp với thượng vài lần thương giới đầu đề Lương tiêu tiêu đã ở đưa tin trung bị nhiều lần đề cập hắn đối tên của nàng có ấn tượng thật bình thường. Hắn nhíu mày nói. Chuyện này có phải hay không có chút trùng hợp? Lương Tiêu Tiêu cùng Lâm Mông quan hệ đặc thù, mà Lưu Thần Khê Lão công phẫu thuật cố tình là nàng mổ chính. Quả thật thật trùng hợp. Lâm Mông gật gật đầu, nói, lúc đó Lưu Thần Khê cố ý tìm được phiến tràng, thắt ta tìm trả trích thay nàng Lão công làm phẫu thuật, sau này liền đã xảy ra chuyện cũng không biết nàng đối chúng ta trong đó quan hệ hiểu biết có bao nhiêu. Ngươi không có nói cho nàng các ngươi trong đó quan hệ. Giang thần viễn hỏi. Ẩn ẩn, hắn có chút lo lắng. Không có. Lâm Môn lắc đầu nói, lúc đó liễu trạch đã nhắc nhở quá lưu thần khê khả năng có vấn đề. Cho nên nàng hỏi ta cùng rã rích quan hệ hay không rất gần thời điểm, ta thoáng lệch hướng một chút việc thực, nói cho nàng chính là đã từng rất gần, Nàng không thể trực tiếp phủ nhận cùng Lương Tiêu Tiêu đã từng quan hệ chặt chẽ, nếu Lưu Thần Khê đã biết đến rồi các nàng trong đó quan hệ, nói như vậy căn bản chính là dấu đầu hở đuôi, ngược lại càng dễ dàng khiến cho Lưu Thần Khê lòng nghi ngờ. Cho nên nàng chính là sửa chữa hạ, lầm đạo Lưu Thần Khê cho rằng ca ca qua đời sau các nàng đã dần dần xa lạ. Đã đã xa lạ, Lưu Thần Khê hẳn là không đến mức đem hận ý chuyển dời đến Lương Tiêu Tiêu trên người. Giang Thần Viễn gật đầu nói, còn có, Khúc Chi An lúc đó cái kia giải phẫu bệnh biến chứng quả thật không thành vấn đề sao? Này cũng ngay thẳng vừa vặn hợp. Ta hỏi qua rã rít, hẳn là không thành vấn đề. Lâm Mông nói, quá trùng hợp phải không? Ngô, là có một chút, bất quá cũng khó nói, nói không chừng thực chính là trùng hợp đâu. Giang thần viễn thở dài một hơi, nói, còn có một vấn đề, hiện tại chỉ thấy mặt có phải không phải không quá thích hợp vạn nhất bị lưu thần khê phát hiện không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao lâm mông cười nói ta chỉ là trước nói cho ngươi một tiếng chưa nói muốn hiện tại gặp mặt a à. nếu không là băng khoan lưu thần khê vấn đề nàng còn có thể chờ tới bây giờ nàng nhưng là đáp ứng rồi nháo nháo muốn đi xem của nàng đâu a à, đúng rồi nàng nhớ tới nháo nháo cảm thấy trước tiên nói cho một chút gian thần viễn lần đó máy bay rủi ro đối rã rít ảnh hưởng rất lớn, không riêng gì ta ca ở trên máy bay, nàng cha mẹ, ca tẩu đều vào lần đó sự cố trung qua đời, hiện tại thân nhân chỉ còn lại có của nàng tiểu chất nữ. Cho nên đến lúc đó gặp mặt, ngươi ngàn vạn không cần đề ta ca hoặc là máy bay rủi ro cái gì. Cho dù chính là lặp lại lần nữa nói cho Giang thần viễn, nàng đều cảm thấy có chút không đành lòng. Mất đi ca ca thống khổ, đối nàng mà nói đã là tê tâm liệt phế trả trích lúc đó sở trải qua hết thảy, nàng căn bản là không dám tưởng tượng. Mấy năm nay, đối trả trích, nàng luôn dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ bản thân một câu vô tâm sai lầm, liền gợi lên của nàng đầy bụng bi thương. Giang thần viễn nhìn nàng bi thương tràn đầy con ngươi, nửa ngày không có nói ra nói, chính là gật gật đầu. Ở một hồi sự cố trung mất đi cơ hồ sở hữu thân nhân. Còn không có gặp mặt, hắn đã đem lương tiêu tiêu tên này khắc vào trong lòng lại nói tiếp, ta cũng có một người muốn dẫn ngươi trông thấy. Hắn bỗng nhiên nặng nề nói. Ân. Ừ. Lâm mông cũng có chút kinh ngạc. Hiện tại là có thể. Giang thần viễn vừa nói, một bên lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Xe khai thật sự mau, không bao lâu liền ra khỏi thành. Lâm mông mắt thấy ngoài cửa sổ kiến trúc càng ngày càng ít, lục sắc càng ngày càng nhiều, trong lòng có chút đoán rằng bắt đầu miêu tả sinh động nàng dương mắt nhìn vọng bên người gian thần viễn, hắn theo lên xe sẽ không nói gì, chính là yên lặng nhìn tiền phương, chân ga thải nhưng là một điểm đều nghiêm túc. Con đường này hiển nhiên hắn rất quen thuộc, hẳn là đã từng đã tới rất nhiều lần. Lâm mông tưởng, hắn lựa chọn tự mình lái xe mang nàng xuất ra, đại khái là vì, chỗ này hắn cũng không muốn cho lái xe biết. Cho nên, làm dài thanh viên bài tử xuất hiện thời điểm, Lâm Mông cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Giang thần viễn ngừng xe xong, nhìn nàng nói. Ta có một hảo huynh đệ, liền nằm ở trong này. Lâm mông gật gật đầu, cái gì cũng chưa hỏi. Nếu hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói, nàng chỉ cần nghe là tốt rồi. Nếu hắn cái gì cũng không muốn nói, cũng không quan hệ, nàng hội cùng hắn. Xuống xe, giang thần viễn cười một cái, nắm tay nàng chậm rì rì đi về phía trước. Chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau học đàn dương cầm hắn trời phú cao hơn ta, diễn tấu phi thường bổng, một lòng tưởng trở thành chuyên nghiệp đàn dương cầm diễn tấu gia. Ta đâu, kỳ thực chính là thích âm nhạc, có hứng thú gì đó cũng tương đối tạp, đàn dương cầm, đàn ghi chấm ta, đàn vi lông, soạn, biên khúc. Cái gì đều muốn tham một cước, tuy rằng khi đó vẫn là lấy đàn dương cầm vì chủ, nhưng còn muốn chạy lộ là nguyên sang âm nhạc. Hắn khi đó thường nói đùa ta, nói cậu thả phú quý, chớ tương vong nếu quả có một ngày hắn thành công nhất định sẽ vì ta eo nhạc đệm nếu ta thành công biểu diễn hội nhất định phải dẫn hắn làm khách quý ha ha kỳ thực cái kia thời điểm của ta nguyên sang âm nhạc căn bản ngay cả bóng dáng đều còn không có mà hắn đã có chút danh tiếng sắp sửa phó châu âu đào tạo sâu hắn nói như vậy bất quá là bận tâm của ta lòng tự trọng muốn làm cho ta không có tâm lý gánh nặng nhận hắn tương lai trợ giúp thôi hắn chậm rãi nói xong, tự hồ là ở giảng người khác chuyện xưa. Hắn đi châu Âu sau, chúng ta nhất định bảo trì liên hệ. Có một trận, ta đặc biệt không thuận, cảm thấy có lẽ ta đi âm nhạc con đường này chính là cái sai lầm. Hắn ở trong điện thoại mắng ta. Giang thần viễn, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Ngươi đặt sao nếu dám buông tha cho âm nhạc, ta liền với ngươi tuyệt giao. Hắn ngửa đầu nhìn trời, đem nước mắt bức quay mắt vành mắt không quá một tháng hắn ở châu âu ra tai nạn xe cộ ta đuổi đi qua thời điểm hắn đã không có ý thức của hắn thanh âm rốt cục vẫn là bắt đầu nghẹn ngào ta ở trước mặt hắn đối với hắn thề gia chú đời này bất luận gặp được cái gì ta đều sẽ không lại buông tha cho âm nhạc nếu quả có một ngày ta có thể lái được biểu diễn hội đàn dương cầm nhạc đệm vị trí ta đều sẽ cho ngươi lưu trữ một hàng thanh lệ hoạt hạ hắn nhắm mắt lại dừng bước. Lâm Mông nắm tay hắn, nhẹ nhàng quơ quơ. Nàng nghĩ tới, năm trước Giang Thần Viễn trận đầu biểu diễn hội, nàng lúc đó đã ở hiện trường, quả thật mơ hồ nhớ được, dàn nhạc lý cũng không có đàn dương cầm nhạc đệm, tự hồ đều là Giang Thần Viễn bản thân đạn. Trung gian có một bài hát, khúc nhạc dạo còn dùng nhất đoạn ngắn tiếu ban dọc mưa khúc dạo đầu, chẳng phải hiện trường diễn tấu, mà là ghi âm. Lúc đó nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái nguyên lai like là vì vậy duyên cớ. Chương 60 60 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lại là trao giải lễ Tác giả có chuyện muốn nói Tân văn văn án đã khai Tâm ngoại đại phu VSC bác sĩ tâm lý bản dãy thứ hai thiên Nữ nhân vật chính là Lương Tiêu Tiêu Nam chủ là tân xuất trướng nhân vật Bài này không ít nhân vật đều sẽ xuyến tràng có hứng thú dn không ngại trước cất chứa hạ Nga gian thần viễn ổn ổn cảm xúc, cúi đầu đối lâm mông cười nói. Không có việc gì. Hôm nay ta kỳ thực rất cao hứng. Gia chú trước kia thường nói, có nàng dâu rất cao gây cho hắn xem qua mới được. Kia, ngươi theo ta đi thấy hắn, đã có thể thật là ta nàng dâu. Không bao giờ nữa có thể xấu lắm. Hắn không nghĩ nhường lâm mông lo lắng, nói trên chọc cười loại sự tình này hắn thật am hiểu. Lâm Môn bật cười nói. Nàng dâu. Vì sao nghe thế cái từ, của ta phản ứng đầu tiên là trư bác giới lưng nàng dâu đâu. Đã hắn không nghĩ đề, nàng cũng liền phối hợp hắn ngoạn nháo. Giang thần viễn cũng có chút buồn cười đứng lên, lắc lắc đầu cảm thán. A à a, à, ngươi không là ở quải loa nghi mắng ta đi. Không phải là kêu ngươi một tiếng nàng dâu thôi, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Hừ, trư bác giới liền trư bác giới, đến đến đến, nàng dâu, ta cổng ngươi. Nói xong, hắn thật đúng ngồi xổm xuống thân mình, ý bảo Lâm Môn nằm sấp đến hắn trên lưng. Lâm Môn liền phát hoảng, chạy nhanh kéo hắn đứng lên. Đừng náo loạn, muốn lưng cũng trở về lưng A, sao có thể ở chỗ này? Tuy rằng hiện tại đã là buổi chiều, tảo mộ nhân rất ít, nhưng cùng cứ như vậy cũng thật sự là rất rêu rao. Giang thần viễn biết nghe lời phải, cười thẳng đứng dậy, nắm nàng tiếp tục đi. Tảo hoàng mộ rời đi, Giang thần viễn lại mang nàng đi vài cái hẻo lánh tiểu điếm, nhưng nàng đãi ở trong xe, bản thân đi đóng gói chút đặc sắc đồ ăn nói muốn cho nàng thường. Thân là một cái ăn hóa, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối ăn ngon. Hắn cười nói. Quả nhiên như hắn lời nói, này đó hắn tỉ mỉ chọn lựa xanh sao đều rất có phong vị. Lâm mông ăn rất vui vẻ. Nàng chẳng phải dễ dàng dài béo thể chất, chỉ cần không chụp dáng người yêu cầu đặc biệt cao diễn, liền không cần thiết quá mức tận lực ăn uống điều độ. Dựa theo Trần Dương lời nói nói, chính là trời sinh chính là diễn viên lưu, nhất định ăn này chén cơm nhân. Điểm này, cũng từng nhường kiều an vũ các nàng có chút khó chịu. Ngẫm lại ngày thứ hai sẽ hồi hải thành, Giang thần viễn cảm thấy thật sự thật đáng tiếc, không có biện pháp mang nàng hảo hảo ngoạn, chỉ có thể chờ về sau hơn nữa. Hồi hải thành sau, Giang thần viễn vẫn là bề bộn nhiều việc, lâm mông vẫn là thật nhàn. Bất quá, nàng lập tức cũng muốn nên đến một cái tân công tác. Tham dự năm nay kim hạt thưởng trao giải điển lễ. Tuy rằng đã là 9 tháng, hải thành còn là có chút nóng, đại gia vẫn là ngắn tay váy, một bộ mùa hè giả dạng. Trong phòng, lâm mông đang ở thu thập hành lý. Lúc này đây trở lại kinh thành, bởi vì tính toán bồi trần dương trụ một chu, cho nên cần mang gì đó hội hơi nhiều một ít. Thích niệm đã ở một bên hỗ trợ, thỉnh thoảng xem liếc mắt một cái lâm mông. Nữ nhân bất quá là đơn giản chụp vào kiện màu trắng áo sơ mi, dáng người đường cong lại thập phần mê người, giơ tay nhất chân gian mang theo cổ nói không nên lời mị lực. Lâm mông khí chất làm cho người ta cảm giác kỳ thực thật mâu thuẫn, nghiêm cẩn lại nói tiếp, hẳn là lại xuất khí lại tao nhã. Nàng rõ ràng nữ nhân vị mười phần, nhưng có đôi khi lại sẽ làm ngươi cảm thấy có một cổ anh khí, có thể cho ngươi quá chú tâm ỷ lại nàng, tín nhiệm nàng. Thích niệm lắc lắc đầu, đêm này không hiểu tâm động đá đi ra ngoài. Thích niệm, ngươi ở làm cái gì a? À, ngươi tới nơi này, không là đến thưởng thức của nàng. Ngươi, cũng không nên thích nàng. Đưa lưng về phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời, nàng trong con ngươi dần dần nổi lên một tầng vẻ lo lắng. Nàng thật sự đã từng là lâm mông thiết vấn nàng đã từng như vậy nhiệt liệt có yêu nàng. Lâm mông mỗi một cái phim truyền hình, mỗi một bộ điện ảnh nàng đều lăn qua lộn lại xem qua rất nhiều lần. Nàng đã từng ý đồ trốn học đi phiến tràng xem nàng. Cho dù lâm mông bị ngàn nhân sở chỉ thời điểm, nàng đều không có vứt bỏ nàng, nàng ở trên trang web cùng mỗi một cái nói lâm mông không người tốt mắng chiến. Biết ba ba thay nàng muốn tới lâm mông ký tên chiếu thời điểm, nàng thật sự cho rằng bản thân sẽ hạnh phúc chết mất nàng luôn luôn thị lâm mông vì thần tượng, thẳng đến ngày nào đó. Nếu, nếu hết thảy đều không có phát sinh quá, thật là có bao nhiêu hảo. Tiểu niệm, ngẩn người cái gì đâu. Nàng phục hồi tinh thần lại, gặp lâm mông liền đứng ở bất quá hai ba thước xa địa phương, chính mỉm cười nhìn về phía nàng. Trong lòng nàng căng thẳng, làm bộ như dường như không có việc gì bàn cười nói. Ta suy nghĩ, lần này trao giải điển lễ hẳn là có thể nhìn đến rất nhiều minh tinh, không biết ngô sâm vĩ có phải hay không đi a à? Ngươi thích ngô sâm vĩ. Lâm mông cười cười, tự hồ cũng không thế nào để ý nàng phía trước thất thố. Ân. Ừ. Nàng dùng sức gật gật đầu, ta thích hắn rất nhiều năm. Từ nhỏ thần tượng. Ngô. Lâm mông cười nói, hắn hẳn là không sẽ xuất hiện, năm nay hắn không có nhập vây giải thưởng. Xem thích niệm một mặt thất vọng biểu cảm, nàng lại bỏ thêm một câu, bất quá sang năm thật khả năng sẽ đi. Sang năm loạn thế hồng nhan vẫn là rất có khả năng được đến đề danh. Thích niệm lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Ân, kia cũng không sai. Lâm môn sờ sờ đầu nàng, nở nụ cười. Ngày 8 tháng 9, tân một lần kim hạt thưởng trao giải điển lễ kéo ra màn che. Kiều An Vũ như nguyện lấy thường được tốt nhất nữ nhân vật chính, ở trên đài lệ nóng doanh trồng, kích động không thôi cao thanh nhiếp tượng màn ảnh đối với dưới đài lâm môn đại chụp đặc chụp, chụp đến cũng là một mặt lạnh nhạt. Đỗ cũng không phải nàng đặc biệt trọng lượng. Phía trước gặp may thảm khi, Kiều An Vũ lên tiếng liền pha có vài phần thị uy ý tứ, còn kém bật thốt lên điểm ra tên của nàng trực tiếp tuyên chiến, cho dù hai người phía trước không có ân oán, hiện tại nói trong lòng nàng không có nửa điểm để ý cũng không có khả năng. Chính là, năm nay nàng lấy không được thưởng đã là tất nhiên, mặc kệ Kiều An Vũ có bắt hay không, nàng đều không có biện pháp giống năm trước như vậy trực tiếp dùng cúp vẽ mặt. Một khi đã như vậy, cần gì phải đem bản thân trong lòng khó chịu lấy đến trên mặt bàn giải trí người kia đâu, phản ứng kịch liệt, chẳng qua nhường Kiều An Vũ càng thêm đắc ý thôi. Hiện đang chờ xem nàng chê cười nhân còn thiếu sao. Cho nên, nàng rõ ràng liền tàn khởi sở hữu cảm xúc, chỉ lộ ra một cái lễ phép mỉm cười công chúng mặt, dù sao nàng sớm đã thành thói quen này mặt nạ, đeo nó lên nàng chẳng những không có gì vi cùng cảm, còn có thể tự do chạy xe không? Mỗi khi có nhàm chán công chúng trường hợp phải tham dự, lại không cần thiết nàng đang làm gì thời điểm, nàng hơn phân nửa đều là tránh ở này dưới mặt nạ ngẩn người. Đang lúc các phóng viên thất vọng, cảm thấy năm nay không có gì ra ma, chỉ có thể lấy hồng trên thảm tranh kỳ khoe sắc nói nói chuyện này thời điểm, lại đã xảy ra nhất kiện làm cho người ta cực kỳ hỏng mất đại sự lúc đó cũng còn lại cuối cùng hai cái giải thưởng, trong đó Lâm Môn cùng lão bài ảnh đế tư đồ hoành hợp tác, ban phát tốt nhất nam nhân vật chính thưởng. Này thưởng, bình thường là từ lão diễn cốt nhóm ban phát, theo lý thuyết, Lâm Môn như vậy đang lúc hồng minh tinh điện ảnh vốn cũng không có ban phát tư lịch. Đây là chủ sự phương đối nàng bồi thường, bởi vì nàng đồng ý ở cơ hồ không có khả năng đạt được giải thưởng dưới tình huống tham dự, Luôn luôn cùng nàng quan hệ tốt chủ sự phương chủ động đưa ra đêm này cấp quan trọng giải thưởng trao giải khách quý cho nàng Lâm Mông đương nhiên cũng liền xin vui lòng nhận cho Một phương diện, loại này giải thưởng trao giải trải qua đêm trở thành Lâm Mông một cái rất có bức cách tư lịch Về phương diện khác, tốt nhất nam nữ nhân vật chính một đoạn này hướng đến cũng là thu thị dẫn cao nhất một đoạn Tính là phi thường tốt cho sáng tỏ bình đài Năm nay tốt nhất nam nhân vật chính đề danh thắt thỏm rất lớn ký có đã lâu lão diễn quốc Lê Tuấn, Thái Anh Phi, cũng có rất có trời phú tân sinh đại trịnh học hải, còn có một vị kỹ thuật diễn xuất chúng, nhưng bởi vì ngoại hình hạn chế diễn nhiều năm nhân vật phản diện cho văn trí, hắn đã năm giới 40, nhiều năm dày tích bạc phát, rốt cục làm cho hắn lấy một cái nằm vùng cảnh sát nhân vật tiến vào ảnh đế người được đề cử hàng ngũ. Hắn kia bộ lừa đảo lâm mông cũng tỉ mỉ nhìn vài lần, cho văn trí ở trong đó biểu hiện quả thật khả vòng khả điểm nếu nàng có đầu phiếu quyền hơn phân nửa cũng sẽ đầu cho hắn giám khảo nhóm ý kiến tự hồ cũng cùng nàng không sai biệt lắm cùng tư đồ hoành một chút hàn huyên vui đùa sau tư đồ hoành đem phong thư giao cho nàng nàng cẩn thận xé mở nhìn thoáng qua liền đầy mặt tươi cười tuyên bố cho văn trí trở thành năm nay kim hạt thưởng tân khoa ảnh đế cho văn trí tuy rằng kích động đến cùng lịch lãm mấy năm nay lên đài sau lên tiếng chẳng những không có bừa bãi ngược lại còn rất có hài hước cảm Kíp dưới đài tiếng cười một mảnh, không khí thượng dai. Ban hoàng thượng sau, Lâm Mông cùng tư đồ hoành đang muốn xuống đài, người chủ trì dịp tính văn lại bỗng nhiên gọi lại bọn họ. Chuẩn xác giảng, hắn là nói như vậy. Lê mông, xin dừng bước. Tư đồ đại ca, cũng thỉnh ngài lưu lại làm chứng kiến. Hai người ngạc nhiên dừng bước, đều tương đương ngoài ý muốn. Trao giải lễ kiều đoạn kỳ thực đều là trước đó thiết kế tốt, cho dù có cải biến cũng sẽ không thể đại sửa. Một đoạn này phía trước tập luyện khi nhưng là chưa bao giờ xuất hiện quá, Diệp Tính Văn muốn làm gì? Lâm Mông trong lòng đoán rằng rất nhiều, nhưng lại cảm thấy cũng không đáng tin. Diệp Tính Văn lời nói, rõ ràng càng nhiều là nhằm vào nàng. Nói cách khác, kế tiếp sắp sửa phát sinh chuyện, hơn phân nữa là theo nàng quan hệ tương đối chặt chẽ. Khả, hội là chuyện gì đâu? Diệp Tính Văn là nội địa số một số hai danh chủ trì, am hiểu nhất thăm hỏi loại tiết mục. Hắn khí chất tao nhã, lại rất có hài hước cảm, ở trong vòng nhân duyên thượng giai, cùng Lâm Mông cũng là quen biết đã lâu. Hắn gặp hai người một mặt mê hoặc, liền cười hướng Lâm Mông trừng mắt nhìn, sau đó đối với đồng dạng kinh ngạc khán giả giải thích nói. Ở tốt nhất phim nhựa trao giải phía trước, chúng ta quyết định quân ra 5 phút đồng hồ thời gian cấp một vị đại gia cũng đều rất quen thuộc bằng hữu hắn lần này trao giải lễ phía trước liên hệ chúng ta, hy vọng có thể được đến này quý giá 5 phút đồng hồ. Càng nói càng thái quá. Lâm mông tưởng. Nàng cơ hồ có chút lòng nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, nhưng, trước mắt hết thảy tự hồ lại rất giống như thật chút. Hiện trường bắt đầu ồn ào lên, rất nhiều người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Diệp tính văn cười nhìn lướt qua dưới đài, tiếp tục nói. Đại gia biết, Kim Hạc Thưởng chưa từng có quá loại này tiền lệ. Nhưng lúc này đây, chúng ta quyết định ngoại lệ cho hắn cơ hội này, bởi vì chúng ta cảm thấy, này chính là Kim Hạc Thưởng trong lịch sử lại một cái cực kỳ tốt đẹp thời khắc. Cho mời, tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn hướng vũ đài trung ương cái kia xoay tròn thang máy, giờ phút này nó đã trầm đi xuống, hiển nhiên có người sắp lên sân khấu. Giang Thần Sa Theo dịp tính văn dơ lên thanh âm, toàn trường ồ lên. Giang thần viễn. Có người đã bắt đầu che miệng kêu sợ hãi, hắn nên sẽ không là muốn. Hưng phấn đám người bắt đầu có tiết tấu vỗ tay, ồn ào thanh nhất lãng tiếp theo nhất lãng. Lâm mông ngây ngốc nhìn chậm rãi bay lên trên vũ đài một chút xuất hiện quen thuộc thân ảnh, trong đầu trống rỗng. Giang thần viễn một thân chính trang, mỉm cười đứng ở trên đài, lặng lặng xem nàng dưới đài kia đông nghìn nghiệp đám người cùng sơn hô sóng thần bàn tiếng treo họ tựa hồ đều hoàn toàn bị hắn ngăn cách ở ngoài hắn nghe không được cũng nhìn không tới trong mắt hắn chỉ có nàng tư đồ lớn lao trí đoán được sẽ phát sinh chuyện gì nhìn lâm mông liếc mắt một cái mang theo ý cười lặng lẽ lui về phía sau hai bước người trẻ tuổi là thật lãng mạn a à, trong lòng hắn âm thầm nói thầm hắn này bóng đèn cũng đừng đứng thân cận quá thôi